Hôm nay chúng ta bắt đầu cái bài học mới. Bắt đầu bằng cái bài học là hệ điều hành, tức là cái chủ đề hệ điều hành trong cái môn học này, hệ thống máy tính. Cái nội dung của cái buổi học hôm nay á, đầu tiên là mình sẽ là nói chuyện với nhau về cái hệ điều hành. Thầy thích cái kiểu là nói chuyện với nhau nghe. Tuy nhiên là ở đây là cái diễn đàn này là thầy là host, tức là làm chủ á, cho nên thầy nói nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng hy vọng các em cũng nói chuyện với thầy, cũng như thầy trò nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau về cái một cái chủ đề chuyên môn, chủ đề mà mình học hành, như vậy nó gần gũi ha. Rồi có vấn đề gì thì các em cứ chat thoải mái với thầy. Thì thứ nhất là về cái khái rồi thứ hai là mình sẽ là tìm hiểu các cái hoạt động rồi chức năng thì mình có thể nói là function, chức năng của hệ điều hành, gồm có là quản lý tiến trình. Cái từ tiến trình này nè thì các em phải hiểu rõ cái từ tiến trình, rồi là process, rồi memory, rồi là lưu trữ, rồi nhập xuất, rồi bảo vệ an ninh, vân vân. Thì đây là các cái chức năng của cái hệ điều hành. Cho nên nếu mà ai hỏi là hệ điều hành có chức năng gì thì là mình sẽ nói như thế nào. Rồi các cái dịch vụ, tức là mình nhìn cái hệ điều hành như là cái dịch vụ. Rồi người ta có cái khái niệm là system calls, nghĩa là các cái lời gọi hệ thống. Lời gọi hệ thống tức là các cái lệnh các em. Tức là người dùng hay là một cái chương trình nó cần thực thi cái việc gì đó thì nó sẽ là thực hiện cái system calls, tức là thực hiện lời gọi hệ thống. Và cái hệ điều hành đó, nó sẽ chạy các cái lệnh tương ứng để nó thực thi cái công việc hay là những cái nhiệm vụ, tác vụ mà cái người sử dụng hay là cái chương trình cần. Rồi giới thiệu với các em một số cấu trúc của hệ điều hành. Đó là cái nội dung của cái chủ đề hôm nay. Về nói về cái hệ thống máy tính về phần cứng thì các em cũng có cái bài học hôm trước các em cũng có biết không? Phần cứng tức là hardware đó, gồm có là CPU. Và các em đã biết cái từ này rồi, rất là quen thuộc. Cái từ nào mà mình gặp nhiều thì mình sẽ là thấy nó quen thuộc, CPU, tức là bộ xử lý trung tâm. Rồi là memory, bộ nhớ, rồi thiết bị nhập xuất. Rồi thành phần thứ hai là hệ điều hành. Thì các em thấy hiện giờ em thấy là máy tính mà muốn hoạt động được thì nó mới có cái hệ điều hành, đó là operating system. Và có thể mình cài một cái máy tính đó, có thể là mình sẽ có thể cài nhiều hệ điều hành hoặc là các máy tính khác nhau có thể chạy những cái hệ điều hành khác nhau. Nhưng mà hệ điều hành là cái gì? Nó là một cái phần mềm ấy. Phần mềm với điều khiển và điều phối việc sử dụng phần cứng giữa các ứng dụng và người dùng. Nhưng mà nó có cái chức năng là điều khiển. Điều khiển các cái thiết bị phần cứng này. Điều khiển các cái ứng dụng phần mềm này, rồi điều phối có nghĩa là có thể có nhiều cái chương trình cùng chạy đúng không, thì nó cần phải điều phối. Nó phân phối là lúc nào thì dùng phần mềm nào, dùng cái phần cứng nào, đúng không? Nó phải điều phối. Rồi các cái chương trình ứng dụng thì rõ ràng cái hệ thống máy tính của em đó, thì nó phải có cái chương trình ứng dụng rồi mình mới có thể thực hiện cái việc này việc kia, gọi là application programs, gồm các cái phần mềm. Thì chương trình ứng dụng tức là các cái phần mềm đây. Phần mềm nó có nhiều loại như là xử lý văn bản, rồi trình biên dịch, rồi trình duyệt web là browser, trình biên dịch là compiler, xử lý văn bản là word processing đúng không? Ví dụ Notepad cũng là trình xử lý văn bản nha, chứ không phải là chỉ có Word thôi. Ngoài ra còn có nhiều cái phần mềm để mình xử lý văn bản, nhiều phần mềm khác nhau, chứ không phải là mình từ nhỏ đến lớn mình chỉ biết Word rồi mình
mình nghĩ chỉ có nó thôi, mà là có rất là nhiều cái trình xử lý chương trình, nhưng mà nói chung đó là xử lý văn bản, tức là để mình trình bày, mình soạn thảo rồi mình lưu trữ, mình chỉnh sửa chữa văn bản, thì đó là cái phần mềm xử lý văn bản. Rồi các cái hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, tức là database, rồi là game, vân vân, thì có rất nhiều phần mềm và các em đã tiếp xúc rất là nhiều rồi. Và cuối cùng là người dùng, đó là chúng ta, đó là user, người dùng là con người, nhưng mà nó cũng có thể là máy móc, tức là một cái máy móc gì đó nó sử dụng cái phần mềm, hay là các máy tính khác, nghĩa là máy tính này nó sử dụng phần mềm của máy tính kia đó. Thì cái khái niệm này thầy đưa ra cái là con người này, máy móc này, máy tính khác, để xem mở rộng nó ra, cái đối tượng người dùng này không chỉ là con người không, mà nó có thể là được dùng bởi máy tính khác, bởi bởi cái robot khác ha, hay là máy móc khác, vân vân. Miễn là nó ở cái chỗ là sử dụng cái chương trình đó. Và từ trên xuống dưới thì các em thấy nó theo cái trật tự, có thể là từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên, có thể phần này nằm dưới cái nào, nhưng mà nó theo một cái thứ tự, đó là phần cứng, tức là các cái thiết bị điện tử, các cái tài nguyên của hệ thống máy tính, rồi mới đến là hệ điều hành, rồi mới đến các chương trình, rồi mới đến người dùng. Như vậy là đây là có vẻ như được sắp xếp theo thứ tự mà có ý đồ, chứ không phải là ngẫu nhiên hả? Thì các em chú ý cái chỗ đó một chút. Và đúng như vậy, okay. Đây là một cái thành phần của hệ thống, nhưng mà tức là tiếp theo thôi, nhưng mà vẽ lại theo đúng cái thứ tự kia, nhưng mà thứ tự là từ dưới lên trên, tức là thứ tự luôn ngược lại. Thì ở slide trước em thấy là user là thầy để cuối, nhưng mà tên này user là tên này, đúng không? Thầy chú ý là nó hơi lộn ngược lại thôi. User 1, user 2, user 3, user n. Có nghĩa là bởi vì á, một cái hệ thống máy tính có thể có nhiều cái người dùng, nhiều cái user này. Và các em như thầy đã nói, cái chỗ mà này á, user này mình phải hiểu rộng ra, đó là bởi vì các em thấy thật ra ở trong máy tính của mình đó, nó có nhiều user, và có những cái user là máy móc, nó có thể là user là chương trình thực sự. Ví dụ như là các em cài một cái phần mềm nào đó, nó có thể tự mà nó tạo ra một cái user, rồi các em cài một cái database chẳng hạn, nó có thể nó tạo ra một cái user cho cái phần mềm đó. Rồi là có user là admin, không? User admin, rồi user của tay ngang, user admin administration đó, rồi user tay ngang, rồi em có thể tạo ra cái user là của người thân của em, hoặc là user là guesting, tức là user khách. Ví dụ như một cái người khách, người ta tới, người ta dùng máy tính, thì người ta có thể vào cái user của người khách, và đương nhiên là cái quyền truy cập nó bị hạn chế, người ta không có cài đặt phần mềm được, hoặc là người ta không có làm những cái việc mà ảnh hưởng đến cái hệ thống của mình. Hoặc là cũng có những cái user mà nó được tạo ra từ một cái phần mềm, ví dụ mình cài một cái phần mềm gì đó như nãy thầy nói đó, nó tự nó tạo ra một cái user để nó phục vụ cho cái việc chạy đó. Như vậy nó có tính chất là một phần mềm hay là một máy móc, chứ mình không có đăng nhập vào trong cái user, những cái user đặc biệt của bạn. Thì đây là cái hình ảnh cho thấy là đây có nhiều user, để các em hình dung và mở rộng cái khái niệm của mình về cái user này ra, nó nhiều ha, miễn sao là nó sử dụng các cái, đây gọi là gì, System and Application Programs, tức là những cái chương trình hệ thống, hoặc là những chương trình ứng dụng, tức là những có những cái chương trình gọi là chương trình hệ thống, là chương trình này của hệ thống, và những chương trình ứng dụng này cho người dùng, tức là cho user. Mà user này có thể chạy những cái chương trình hệ thống để mà xử lý những cái vấn đề bên trong cái hệ thống. Ví dụ như chia ổ đĩa, hay là làm những cái việc mà nó rất là quan trọng liên quan đến hệ thống, thì người ta gọi là những chương trình hệ thống.
Và đây có đưa ra một số cái chương trình. À, bây giờ mình gọi chung là chương trình như là compiler, trình biên dịch nè, assembler nè, rồi là text editor nè, tức là soạn thảo văn bản nè, rồi là database system nè, cơ sở dữ liệu nè, rồi hết cái lớp này rồi mới đến cái lớp gọi là hệ điều hành, tức là operating system. Người ta viết tắt bằng cái chữ là OS, OS là hệ điều hành. Rồi mới đến là computer hardware, phần cứng. Đây là cái hình ảnh để cho các em có một cái nhìn rất là tổng quan ha, và phân biệt được các cái thành phần của cái hệ thống máy tính. Và các em phải hiểu rằng là gì? Người ta phân biệt các cái thành phần để cho mình nhìn vào nó rõ ràng, mình hiểu ha, và chia ra các cái thành phần như vậy đó để các em nhìn vào một hệ thống máy tính với cái cách là nó phân biệt được và nó hiểu rõ từng cái phần, tức là chức năng của các cái phần khác nhau để chúng ta để mình hiểu rõ hơn về cái hệ thống máy tính. Như vậy một câu hỏi đặt ra là hệ điều hành là gì, thì các em đã tiếp xúc rất là nhiều với hệ điều hành. Nó là một cái chương trình, tức là một phần mềm ấy, mà đó là trung gian giữa người dùng và phần cứng máy tính. Như vậy nó đóng vai trò trung gian, nó phục vụ cho người dùng đúng không, và nó điều khiển điều phối phần cứng của máy tính. Nó chạy các cái chương trình để nó phục vụ cho cái người dùng đó, cho nên mình có thể hiểu nó là trung gian giữa người dùng và phần cứng. Bởi vì con người mình á không có thể nào mà tự trực tiếp điều khiển cái phần cứng được, cho nên mình phải cần cái hệ điều hành. Nó rất là rõ ràng rồi. Thế thì mục tiêu cái hệ điều hành là làm gì? Là thực thi các cái chương trình ứng dụng, tức là chạy, thực thi đó là chạy, skills là chạy các chương trình ứng dụng, rồi là tạo sự thuận tiện dễ dàng cho người sử dụng, rồi là hiệu quả phần cứng. Cái này cũng rất là quan trọng đây. Này là hiệu quả phần cứng, bởi vì là cái hệ điều hành đó là phần cứng của mình là tài nguyên, nó có giới hạn về bộ nhớ, rồi về là tốc độ xử lý, rồi về các cái thiết bị nhập xuất vân vân, tất cả đều là cái tài nguyên của cái hệ thống. Cho nên là và cùng một lúc thì có nhiều chương trình cùng chạy, cho nên cái vấn đề làm sao để mà sử dụng hiệu quả, làm sao mà hiệu quả nhất có thể phần cứng, thì đó là cái chức năng của hệ điều hành rất là hay đúng không? Cho nên máy tính của chúng ta rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ là xem qua về cấu trúc của hệ điều hành. Thì đây chúng ta có khái niệm là đa chương trình, multi program. Đa chương trình có nghĩa là một người dùng tức là không thể chiếm giữ CPU và thiết bị toàn thời gian, tức là đa chương trình có nghĩa vậy, có nghĩa là có thể có nhiều người dùng và một người dùng không thể chiếm giữ cái tài nguyên CPU, thiết bị IO, IO nhập xuất toàn thời gian hết. Và nó sẽ tổ chức cái công việc để mà CPU luôn có một công việc để xử lý, để nó tận dụng, nó tăng cái khả năng sử dụng cái CPU lên. Làm sao để CPU là lúc nào cũng có việc. Chứ nhiều khi mà tổ chức không tốt, này là có lúc là CPU nó chương trình thì vẫn chờ, mà CPU thì nó vẫn không không hoạt động, tức là nó không có hiệu quả. Và tất cả các công việc trong hệ thống á, tức là công việc này là chính là những cái chương trình, những cái tiến trình đó em, là nó phải lưu trữ trong bộ nhớ, trong memory. Và bởi vì có nhiều công việc cùng chạy một lúc cho nên mới gọi là đa chương trình các em ạ. Đa chương trình tức là nhiều chương trình cùng chạy một lúc, cho nên là nó phải theo kế hoạch. Nó phải chọn một công việc và nó chạy theo một kế hoạch nào đó, và kế hoạch tốt thì nó sẽ là hiệu quả, còn nếu mà kế hoạch tồi
là cái việc xử lý, việc xử lý cũng như sử dụng tài nguyên của hệ thống đó, nó sẽ là không có hiệu quả. Vâng vâng, thì đó là cái khái niệm về đa chương trình, là em hình dung là máy tính của chúng ta là nhiều chương trình chạy một lúc, thì nó phải hệ điều hành nó phải xử lý rất là nhiều thứ để nó đảm bảo cái việc là đa chương trình. Thì các em phải ngày xưa đấy em thầy chạy thầy có biết đến cái hệ điều hành là MS-DOS, thì nó chỉ là đơn chương, có nghĩa là nó chỉ chạy một lúc một chương trình thôi. Em muốn chạy chương trình khác thì em phải tắt cái chương trình này, chương trình đang chạy em phải dừng lại để em mới chạy chương trình khác. Và cái màn hình của nó chỉ là dòng lệnh, mình gõ lệnh gõ lệnh gõ lệnh giống như các em xem trong phim, hoặc là các em có thể là vào start rồi chọn run rồi chọn cmd rồi command đó, thì các em sẽ có một cái màn hình màu đen đúng không, và mình điều khiển bằng là cái dòng lệnh, mình gõ lệnh và bấm enter, gõ lệnh và bấm enter, thì rõ ràng là nó mới chạy hết cái lệnh này rồi mình mới gõ lệnh khác rồi mình mới bấm enter thì nó mới chạy tiếp cái chương trình khác. Thì đó là cái chương trình mà cái loại hệ điều hành đó các em, mà nó không có chạy một lúc nhiều chương trình được. Và sau này là đương nhiên là người ta phát triển ra cái hệ điều hành mà cùng một lúc nó chạy nhiều chương trình. Thì các em hình dung là máy tính của mình nó chạy một lúc rất nhiều chương trình. Các em có thể là ví dụ như mình vào cái Task Manager đó, thì những cái khái niệm này nó cũng phổ biến rồi, không đến mức là hiện giờ mà các em phải học nữa đâu, có nhiều em là biết rồi. Thì mình sẽ thấy rất nhiều cái tiến trình cùng chạy một lúc trong đó, cho nên cái hệ điều hành của chúng ta là nó phải tổ chức công việc, nó phải lập cái kế hoạch mà nó lưu trữ như thế nào đó, tất cả mọi thứ đều rất là khoa học thì nó mới xử lý được đa chương trình như vậy được. Đây là cái hình ảnh để mà nói về cái gọi là đa chương á, đa chương trình á, các em thấy là đây cái chữ P này có thể là process, tức là tiến trình, hoặc có thể nói là chương trình, chẳng hạn programming là chương trình, chương trình mà đang chạy á, thì gọi là tiến trình. Cái chương trình bình thường mình gọi nó chương trình, nhưng mà khi nó chạy đối với máy tính đó, người ta định nghĩa nó là tiến trình, là cái chương trình mà nó đang được thực thi, để người ta phân biệt được cái chương trình mà không chạy, cái chương trình mà mình chưa mở lên với cái chương trình mà mình đang chạy đó. Cái chương trình mà nó đang chạy nó nằm trong CPU và máy tính đang xử lý đó, thì người ta gọi là tiến trình. Nó giỏi không, cho nên các em phải hiểu nôm na cái từ đó vậy. Như vậy cái nào đang chạy là tiến trình, đứa nào mà cái nào mà đang chạy và đang đã nằm trong cái bộ nhớ thì người ta gọi là tiến trình. Ví dụ như tiến trình 1 chạy chờ chạy rồi chờ, tiến trình 2 thì chờ đây, bởi vì cái chương trình này á, đang chạy cho nên là cái chương trình 2 và chương trình 3 là phải chờ, bởi vì cái CPU chẳng hạn nó chỉ là xử lý một lúc, bản chất của nó là một cái CPU thì nó xử lý một cái bộ nhớ, một cái processor đó. Thì nó chỉ xử lý một lệnh, thực ra đó, nó chỉ xử lý một một chương trình một lúc thôi. Và khi mà nó chạy được một lúc thì nó sẽ dừng lại và nó cho cái tiến trình 2 này chạy. Và trong cái khi mà tiến trình 2 đang chạy ấy, thì tiến trình 1 và tiến trình 3 là vẫn chờ. Rồi sau đó là nó chạy một lúc nó dừng, rồi đến tiến trình 3 nó chạy ha. Thì lúc này tiến trình 2 và tiến trình 1 chờ. Tương tự như vậy thì các em nhìn vô cái hình nó rất là dễ hiểu. Và đối với cái toàn bộ cái chương trình 1, chương trình 2 thì nó sẽ được chạy như thế nào? Tức là nó chạy chương trình 1 một chút, rồi đến chương trình 2, đến chương trình 3, rồi chờ một chút, rồi đến chương trình 1, chương trình 2, chương trình 3. Và bản chất của cái máy tính mà chạy đa chương trình là vậy các em. Tức là chạy nhiều chương trình thì nó không phải là một chương trình này chiếm hết toàn bộ thời gian. Không phải một chương trình chiếm hết toàn bộ thời gian, bởi vì chương trình này mà chiếm hết toàn bộ thời gian ấy, thì nó không gọi là đa chương trình được, nó không thể chạy một lúc nhiều chương trình được.
Giống như em đang nghe nhạc, mình nghe nhạc rất là tốt nhưng mình không soạn được văn bản, thấy và đồng thời mình không có là coi như là thực hiện một cái tính gì đó, không mở được, mở lên nó không chạy. Nếu như một chương trình mà chiếm hết thời gian cho nên người ta mới chia ra, và máy tính của mình nó chạy rất là nhanh, cho nên mình thấy là bản chất của ví dụ như đây là chương trình nghe nhạc thì bản chất của máy tính nó chỉ chạy một đoạn rất là ngắn rồi nó chờ, nhưng mà mình vẫn đảm bảo là mình vẫn nghe được cái bài nhạc đó nó liên tục, bởi vì cái thời gian mà chờ này nó rất là ít. Đó. Bởi vì máy tính của mình nó chạy rất là nhanh, tốc độ của nó rất là nhanh. Đó. Và thời gian chờ này mình thấy nó có vẻ hơi dài so với thời gian chạy, nhưng mà bản chất của nó là nó rất là nhỏ. Đó. Chờ rất là ít, cho nên mình vẫn thấy là bài nhạc liên tục và video liên tục và các chương trình gần như là chạy đồng thời, chạy liên tục. Bởi vì khả năng xử lý của máy tính càng ngày càng mạnh, cho phép là đa chương. Bây giờ mình mới từ đó mình mới đi ra một cái, mới đến một khái niệm gọi là time sharing, là chia sẻ thời gian, hoặc là multitasking là đa tác vụ, đa tác vụ hay là đa nhiệm gì đó, nhiệm vụ hay là tác vụ gì đó, tasking thường là họ gọi là tác vụ nhưng mà nhiệm vụ cũng được. Thì cái đây chính là bản chất của đó là nó chia sẻ về thời gian, thì là CPU nó sẽ thực hiện các cái công việc đó bằng cách là chuyển đổi giữa các cái công việc đó. À, và khi mà chuyển đổi như vậy á, từ cái việc việc này đến việc kia á, để nó đảm bảo cái response time, tức là thời gian phản hồi. Ví dụ như mình mở một cái chương trình thì nó phải có một cái thời gian nào đó để nó phản hồi, để nó đảm bảo là nó nhanh đúng không? Cái chương trình nó chạy tốt, các chương trình đều chạy tốt hết, phản hồi tốt hết. Và cái process này đó chính là cái khái niệm mà nãy thầy đã có giới thiệu cho các em, đó là tiến trình đúng không? Đó chính là tiến trình. Như vậy thầy nốt lại chỗ này một chút ha. Process là tiến trình, tức là một cái chương trình nó đang chạy. Nôm na nó là một cái chương trình đang chạy và toàn bộ dữ liệu của nó là nằm trong memory, nằm trong memory thì tôi gọi là tiến trình. Các em có thể tìm hiểu thêm về cái khái niệm là một cái khái niệm quan trọng của cái môn này, cũng như là cái khái niệm mà quan trọng của cái máy tính để các em có cái khái niệm về đó. Thì nó phải lập lịch, bởi vì khi mà chạy nhiều chương trình, nhiều cái tác vụ thì nó phải chia sẻ thời gian, như vậy nó phải lập lịch, cho nên tôi gọi là scheduling là lập lịch, tức là lên kế hoạch cho các cái, cho các cái tiến trình và lựa chọn là tiến trình nào sẽ là chạy tiếp theo, tiến trình nào sẽ chạy tiếp theo. À, nó chạy theo một cái lịch, tôi gọi là CPU scheduling, lập lịch cho CPU. Rồi là khi mà các cái tiến trình không khớp với memory, không khớp có nghĩa là các cái tiến trình này trước khi chạy á thì nó phải đưa vào trong bộ nhớ, trong memory, trong RAM cái trong RAM đó đó, memory. Nhưng mà giả sử như các tiến trình không khớp, không khớp có nghĩa là cái chương trình đó nó có thể là chỉ mới một phần nằm trong memory. Ví dụ như là trường hợp là cái memory của chúng ta nó dung lượng nó bị giới hạn, nó ít, nó không đủ để chứa hết các tất cả các chương trình, thì có thể có những cái chương trình mà nó không có nằm hết được trong CPU, trong memory này nè. Cho nên người ta mới có khái niệm gọi là swapping, để di chuyển, chuyển đổi giữa cái memory này nè với cái ổ cứng, với ổ đĩa.
vì ổ đĩa đó thì nó sẽ lưu hết toàn bộ chương trình, nhưng mà do cái bộ nhớ này nè, nó bị giới hạn, nó bị là không đủ, thì cái máy tính nó vẫn chạy kìa, bằng cách là nó sử dụng cái virtual memory, tức là bộ nhớ ảo. Bộ nhớ ảo này có nghĩa là nó cho phép các cái tiến trình này nè không hoàn toàn nằm trong memory, có thể một phần nào đó là nó nằm trong ổ đĩa của mình, trong đĩa của mình, như vậy tốc độ của nó sẽ chậm hơn, nhưng mà nó vẫn đảm bảo để cho các cái chương trình đều chạy được hết. Khi mình mở nhiều chương trình nó vẫn chạy được, nhưng mà đương nhiên là tốc độ nó sẽ chậm lại rất là nhiều, bởi vì khi mà phải thực hiện cái việc là swapping, nghĩa là chuyển đổi giữa cái memory với cái chuyển đổi giữa cái memory với cái ổ đĩa, để mà sử dụng cho cái các cái chương trình. Đây là cái hình ảnh của cái time sharing hay là multitasking game. Đây là tiến trình 1, tiến trình 2, tiến trình 3, hay là chương trình 1, chương trình 2, chương trình 3, và nó chia sẻ thời gian, mỗi cái tiến trình nó chạy ở một cái khe thời gian rồi đó. Và ở đây nó có đưa ra cái khái niệm ví dụ như là normal time interval, nghĩa là cái thời gian, khoảng cách thời gian bình thường, thông thường ấy, khoảng cách thời gian thông thường. Đó, là đây, rồi đây, rồi đây, vân vân. Có nghĩa là một khoảng thời gian nào đó, interval là một khoảng thời gian nào đó. Rồi ví dụ như đây là IO start by T một, tức là cái thời điểm này là cái thời điểm mà thiết bị nhập xuất bắt đầu. Ví dụ như là đây là thời điểm mà thiết bị nhập xuất bắt đầu, thì nó sẽ là chờ, đúng không? Nó bắt đầu nó chờ và nó cho phép là các tiến trình khác, trong cái thời gian mà tiến trình này chờ thì các tiến trình khác vào chạy, như vậy nó chuyển đổi giữa các cái tiến trình, và đây là cái lúc mà tiến trình một hoàn thành, đó là cái vị trí này, tiến trình một hoàn thành. Thì đây là cái hình ảnh nó cũng rất là dễ hiểu ha, nó chuyển đổi giữa các cái tiến trình. Rồi cái hoạt động của hệ điều hành thì thầy giới thiệu các cái trong quá trình mà thầy trình bày với các em, thầy giới thiệu các cái gọi là cái khái niệm, chủ yếu là các khái niệm đó là đáp ứng hệ điều hành, nó đáp ứng các cái ngắt được gửi đến phần cứng và phần mềm. Thì cái từ ngắt này hôm trước thầy cũng có giới thiệu với các em, đó chính là cái interrupt, ngắt là interrupt, dùng để là báo cho máy tính, báo cho cái hệ điều cái phần cứng biết là hiện giờ là nó có cái vấn đề gì. Nó giống y như là nó có một cái gì đó phát sinh, giống y như khi các em cắm cái USB vào máy tính thì nó phải có một cái tín hiệu gì đó báo cho máy tính biết là mình mới vừa cắm cái USB vào, đúng không? Hoặc là khi các em cắm cái jack của cái headphone của em vào máy tính thì đảm bảo là máy tính nó biết và CPU nó biết bằng cách là nó sử dụng các cái ngắt để cho nó báo cho cái hệ thống biết, để nó đáp ứng các cái ngắt đó. Hoặc là đang máy tính đang chạy và thầy bấm một tổ hợp phím Ctrl Alt Del chẳng hạn. Đó chính là nó tạo ra một cái ngắt để báo cho hệ thống biết. Như vậy nó cần một cái routine. Routine này là một khái niệm, nó là mình có thể dịch nó là thường trình. Trình là chương trình, thường là thường chạy, thường được sử dụng. Cái gọi là routine. Như vậy thì cũng có cái routine đó là thường trình, tức là một cái đoạn đoạn chương trình ngắn ha, đoạn chương trình mà thường sử dụng.
Thì cái khái niệm này á, là các em có thể là từ hồi có thể là nghe rồi hoặc là chưa nghe gì đó, nhưng mà là đây á, là các cái chương trình mà các cái phần mềm hay là các cái chương trình người ta rất là hay dùng đó, người ta rất là hay dùng, nó hay dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại lại á, để thường được sử dụng và ta viết ra thành một cái đoạn code, một cái đoạn code thì ta, và nó rất là hay được sử dụng, nó giống như một cái hàm cái mà nó xử lý các cái công việc đi chăng đó, thì ta gọi là thường trình. Thì để mà đáp ứng được các cái ngắt, các cái interrupt đến phần cứng hay là phần mềm đó, thì nó phải hệ điều hành nó phải quản lý cái cơ chế đáp ứng ngắt bằng các cái thường trình và cung cấp các cái lời gọi hệ thống. Lời gọi hệ thống này chính là các cái lệnh, các cái công việc, các cái hàm, các cái công việc, các cái lệnh đó để đáp ứng các ngắt từ software, từ phần mềm. Ví dụ như chương trình của em, em học môn môn lập trình rồi, em đang học cái môn là kỹ thuật lập trình, thì em gõ một cái chương trình của chúng ta là có một cái lệnh, ví dụ như lệnh là xuất ra màn hình dùm chữ là Hello World. Cái chương trình đầu tiên của tất cả mọi người trên thế giới đó, là Hello World đó. Thì lúc đó để mà xuất ra màn hình thì cái chương trình của chúng ta mà lúc này mình có thể nói nó là một software, một phần mềm, nó phải thực hiện cái lời gọi hệ thống để nó gửi vào hệ điều hành, bởi vì chỉ có hệ điều hành mới điều khiển được cái màn hình, mới xuất được cái dòng chữ Hello World cho mình. Mình chỉ lập trình mình tạo ra một cái lệnh, lập trình mình tạo ra một cái lệnh là printf chẳng hạn, xuất ra dòng chữ, thì chỉ có hệ điều hành nó mới xuất ra cái dòng chữ đó lên màn hình cho chúng ta được. Cho nên cái chương trình của chúng ta đó, tức là cái software của mình đó, nó gửi một cái lời gọi hệ thống, tức là một cái system call đến cái hệ điều hành, và hệ điều hành nó sẽ thực hiện các cái câu lệnh tương ứng của nó, đúng không? Các cái chương trình của nó để nó thực thi cái ngắt từ software, tức là ví dụ như vậy, tức là software nó cũng có những cái interrupt, những cái ngắt, rồi phần cứng nó cũng có những cái ngắt như vậy. Rồi một khái niệm nữa thầy muốn giới thiệu với các em đó là dual mode, để nó phân biệt cái việc thực thi của cái hệ điều hành là chức năng hệ thống với việc thực thi chương trình người dùng, các cái mã chương trình người dùng, tức là chức năng của chương trình. Như vậy nó phân biệt được giữa cái hệ thống với cái người dùng để nó bảo vệ cái hệ điều hành khỏi ảnh hưởng lỗi của cái chương trình. Có nghĩa là cái tất cả những cái chương trình, tất cả những câu lệnh của người dùng á, thì là nó thuộc về là cái mode người dùng, đúng không? Nhưng mà để thực thi được các cái lệnh đó đấy, người ta cần cái những cái code của hệ thống để nó bảo vệ, chứ không phải là người dùng người ta muốn câu lệnh gì cũng được ha, chỉ là những câu lệnh mà cái hệ điều hành nó cho phép thôi. Cho nên là tôi gọi là dual mode, dual nghĩa là đôi, nghĩa là có hai cái mode như vậy. Rồi chương trình của người dùng hoạt động ở cái gọi là user mode, còn cái hệ điều hành hoạt động ở kernel là nhân ra, là cái chế độ nhân, còn cái này là chế độ người dùng, đây là chế độ nhân, hay gọi là supervisor mode hay là system mode hay là privilege mode. Đây là những cái tên gọi khác nhau của cái gọi là cái mode nhân, là bên trong. Rồi tiếp theo nó chuyển từ user mode sang kernel mode như nào, thì các em nhìn vô cái hình đây, đây là một cái tiến trình của người dùng và đây là cái tiến trình của người dùng đang được thực thi, đang được thực thi. Giả sử như chúng ta có một cái lời gọi hệ thống, gọi một cái lời gọi hệ thống thì nó sẽ chuyển cái mode này thành mode không. Mode không là mode của nhân.
mốt của phần cứng có mốt không là mốt của cái nhân gen của cái hệ thống. Đó. Sau đó thì là nó thực thi các cái lời gọi của hệ thống, và sau đó nó return lại mốt 1 để nó chuyển thành là user. Bởi vì á, mốt bit bằng 0 là mốt của hệ thống, còn mốt bit bằng 1 là mốt của người dùng. Thì nói chung đây là một khái niệm để các em phân biệt được giữa cái hai chế độ người dùng và chế độ nhân, và cách hoạt động của nó là các cái chương trình của người dùng, các cái tiến trình của người dùng nó thực hiện các cái lời gọi hệ thống, và các cái hệ thống nó sẽ thực hiện các cái lời gọi hệ thống đó và nó sẽ trả về cho người dùng. Rồi chúng ta cũng có một khái niệm nữa là timer, là bộ định thời, tức là một cái bộ thời gian. Có nghĩa là mình trong máy tính nó có rất là nhiều cái bộ định thời. À, cái thiết bị điện tử người ta cần đến cái bộ định thời, ví dụ như một cái microcontroller người ta cũng cần cái timer để người ta ta lập một cái thời gian nào đó. À, ví dụ như các em có thể lập trình, các em có thể tạo ra một cái đồng hồ mà cứ mỗi giây như vậy là nó làm một cái việc gì đó. Ví dụ như mỗi giây như vậy nó thay đổi cái thời gian để nó xuất hiện cái đồng hồ. À, để mình vẽ cái đồng hồ hay là mình xuất hiện cái dòng chữ để biết là bây giờ là mấy giờ, hay là đếm thời gian exact gì đó, vân vân. Thì các em có thể dùng một cái bộ định thời để cứ mỗi giây như vậy nó chạy một lần, tức là chương trình như vậy cứ mỗi giây vậy, nó chạy một lần. Mai mốt các em nào mà học lập trình mà cạnh bên thì các em sẽ gặp những cái bộ định thời là để thiết lập một cái ngắt máy tính sau khoảng một thời gian nào đó. À, rồi là để tránh cái chương trình của người dùng chạy quá lâu bằng cách đơn giản là đếm khoảng thời gian mà chương trình được phép chạy. Có nghĩa là giống như hồi nãy á, người ta chia sẻ thời gian thì là người ta cần cái bộ định thời. À, chứ không thể nào mà nếu mà không có bộ định thời này thì làm sao mình biết là cái chương trình đó được phép chạy bao lâu. Mình phải có cái ngắt gì đó để dừng cái chương trình đó lại để chuyển qua chương trình khác, đúng không? Đó là khái niệm bộ định thời. Rồi chức năng của cái hệ điều hành, hồi nãy trong cái slide giới thiệu về cái nội dung thầy cũng có nói sơ sơ là chức năng là function của điều hành là quản lý các cái tiến trình. Tiến trình chính là process, là cái chương trình mà đang thực thi, đang chạy và nó được nạp vào ROM và RAM mà nó đã được là copy toàn bộ cái chương trình từ cái ổ cứng chẳng hạn, từ cái ổ đĩa, từ cái thiết bị lưu trữ vào trong RAM, tức là bộ nhớ chính rồi, và nó đang thực thi, gọi là tiến trình, gọi là process. Rồi nó quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, bởi vì nó nhiều tiến trình, nó nhiều tiến trình, và mỗi tiến trình như vậy là nó thực thi một cái chương trình, một cái nhiệm vụ nào đó thì phải quản lý. Rồi quản lý bộ nhớ, bộ nhớ đó là RAM đó, hoặc là bộ nhớ lưu trữ, không phải bộ nhớ RAM, thì nó phải quản lý được bộ nhớ nghe, bởi vì tiến trình nó nằm trong bộ nhớ, và để chạy các cái tiến trình đó thì nó phải quản lý được cái bộ nhớ đó. À, thậm chí là nó phải swap pin. Hồi nãy là mình có khái niệm là swap pin, nghĩa là chứ chương trình nó có thể là không hoàn toàn nằm hết trong bộ nhớ, nó có thể là một phần nào đó nó nằm bên ngoài bộ nhớ, tức là vẫn còn nằm trong thiết bị lưu trữ. À, nhưng mà để thực thi thì là nó phải đưa cái dữ liệu hay là cái chương trình đó vào trong bộ nhớ, tức là nó phải chuyển đổi. Giả sử như cái bộ nhớ của chúng ta là nó không đủ thì nó phải swap đi, nghe là nó chuyển đổi giữa cái phần này với cái phần kia của chương trình để nó đảm bảo là các chương trình đều chạy được hết. Rồi là quản lý lưu trữ. Lưu trữ cũng phải quản lý. Ví dụ như đơn giản nhất là các em thấy là mình lưu các cái bài tập hay là các cái chương trình hay là các cái phần, các cái file của mình đó, thì riêng cái chữ file đó thôi là đã thấy nó đã quản lý cái việc lưu trữ rồi. Có nghĩa là nó lưu trữ các cái bộ phận nó thành là các cái file.
ha, thành các cái tập tin, thì đó chính là quản lý rồi đó. Rồi cái tập tin đó nó có nhiều cái định dạng khác nhau, có cái là Word, có cái là Excel, có cái là hình ảnh, có cái là video, có cái là âm thanh, vân vân. Rồi có cái là một cái chương trình, rồi tất cả những thứ đó là đều đã được quản lý rồi nó mới ra như vậy đó. Nó có thể là file này nó nằm trong thư mục, thì cái thư mục cũng là một cách quản lý, đúng không? Và đó là cái quản lý mà chúng ta dễ thấy, chúng ta thấy là đó là quản lý, nhưng mà là những cái chúng ta dễ thấy. Chứ còn mà bên trong máy tính đó, thì nó phải tổ chức rất là phức tạp, chứ nó không phải là theo thư mục rồi theo thứ tự mà chúng ta sẽ thấy đâu. Ở trong cái bộ nhớ, trong cái thiết bị lưu trữ, nó có thể lưu trữ mà một file mình thấy trên màn hình của mình chỉ là một cái icon, là một file thôi, nhưng mà trong máy tính có thể là một, nó rất là rối loạn, nghĩa là file đó một phần sẽ nằm chỗ đoạn này, phần này, rồi một phần thì nó nằm ở chỗ kia, một số phần là nó lẻ tẻ đó. Nó không có phải là liên tục và đẹp và theo cây cối thứ tự như mình nghĩ đâu, mà nó tùm lum trong đó hết á. Vậy mà nó vẫn quản lý được, máy tính của mình nó vẫn quản lý được. Nó không thể nào mà lưu một cái file mà từ đầu đến cuối được. Ví dụ như em lưu một cái file từ đầu đến cuối, rồi em xóa cái file đó đi nha, thì một cái file khác người ta lưu vào thì nó sẽ lấp vô một phần. Rồi bây giờ một cái file khác lưu vào nó lấp vô một phần nữa đó. Rồi một file khác lưu vào nó lấp vô một phần, và nó hết luôn cái phần bên trong rồi. Như vậy mà nó phải lưu cái phần phía sau nó ở chỗ khác. Thì đối với cái máy tính là những cái việc đó đều ok hết, nghĩa là nó có thể cho phép là một cái file mà lưu nhiều vị trí khác nhau. Đó. Đương nhiên là cái khi mà lưu như vậy á, nó không có đẹp và tốc độ xử lý của nó sẽ chậm đi, bởi vì nó phải chuyển từ chỗ này chỗ kia mà. Tuy nhiên cái bộ nhớ của mình thì bộ nhớ truy xuất, bộ nhớ thì nó khác, còn lưu trữ thì nó sẽ giảm cái tốc độ đi, bởi vì ví dụ như nếu mà ổ cứng, các em đã học, các em thấy là cái đĩa rồi này kia, nếu mà nằm ở nhiều vị trí khác nhau thì cái cánh tay mà của cái đầu đọc ghi nó sẽ phải di chuyển tới lui giữa các cái track, hoặc là nó phải đọc các cái đĩa khác nhau ở trên những cái bề mặt khác nhau, không ạ? Đó. Cho nên cái việc lưu trữ này cũng cần phải quản lý, và máy tính nó quản lý rất là khoa học. Rồi quản lý nhập xuất, nhập xuất tức là bàn phím rồi chuột rồi màn hình rồi là máy in rồi vân vân. Máy tính rõ ràng là nó phải quản lý các cái thiết bị nhập xuất, nó phải đảm bảo làm sao để mà các thiết bị nhập xuất này được đáp ứng. Rồi là bảo vệ và an ninh, nghĩa là nó sẽ bảo vệ cái hệ thống của nó không để bị tấn công, hay là bị hủy hoại, hay là bị lợi dụng, vân vân. Cho nên các em thấy là càng ngày là các cái hệ điều hành nó phải nâng cấp các cái phiên bản, đúng không? Windows này, Windows kia, rồi là Linux này, Linux kia, nó luôn luôn nâng cấp thêm một phần là để nó tăng cường cái năng lực. Đó. Bởi vì bây giờ là người ta sáng tạo ra ha, để nó phục vụ cho người dùng, và một phần quan trọng nữa là để nó bảo vệ. Ha. Thế nếu mà cái hệ điều hành một cái hệ điều hành mà bung ra mà nếu mà coi như là một cái chương trình có hại nào đó mà nó có thể phá hoại, nó tấn công người dùng, nó mạo danh, nó có thể xâm nhập hệ thống, nó có thể là phá hoại, hủy hoại, nó không có tự bảo vệ được, thì đó là một cái hệ điều hành yếu. Và khi ra ngoài, khi mà xuất bản một phát thì trong vòng một tháng sau á phải lo mà xuất bản cái khác, có nghĩa là nó rất là yếu, nó không có tự bảo vệ, và có thể là người dùng hoặc là hacker người ta điều chỉnh luôn cái chỗ này chỗ kia để phục vụ cho những mục đích riêng của người ta chẳng hạn, thì đó là không có tốt cho nên nó phải bảo vệ nó phải tự bảo vệ nó. Rồi ok, đó là chức năng của hệ điều hành. Như vậy nếu mà ai hỏi các em hệ điều hành có chức năng gì thì các em thấy tiến trình này, bộ nhớ này, lưu trữ này, I/O này, bảo vệ và an ninh này, thì đầu tiên mình vào cái gọi là quản lý tiến trình là như thế nào. Tiến trình là chương trình đang thực thi, đây là khái niệm thầy đã nói với các em rồi, tức là cái chương trình đang chạy. Và tiến trình thì nó cần cái tài nguyên,
để nó hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Các cái tài nguyên đó bao gồm có là CPU, tức là bộ xử lý nè, rồi memory nè, rồi IO nè, rồi file nè, vân vân, rồi các cái dữ liệu nè. Đó là cái toàn bộ cái tài nguyên, là ta dùng cái từ tài nguyên này kia, nó là resource, resource là tài nguyên đó, tài nguyên máy tính, đó là cái này. Rồi mà khi mà tiến trình kết thúc, tức là giả sử như một cái tiến trình kết thúc rồi, nó chạy xong rồi, thì hệ điều hành sẽ thu hồi lại cái tài nguyên đã cấp. Bởi vì nếu như mà nó kết thúc rồi mà nó không có thu hồi lại, nó bị chiếm giữ, thì các cái tiến trình khác nó sẽ không có sử dụng được cái tài nguyên đó. Thì giả sử như bây giờ memory, cái chương trình này, cái tiến trình này nó chạy và nó chiếm một cái bộ phận bộ nhớ, và khi nó kết thúc mà nếu mà không thu hồi lại cái đó, không thu hồi lại cái vùng bộ nhớ đó, thì sẽ dẫn đến là các cái tiến trình khác nó không sử dụng được cái vùng nhớ đó, mà phải sử dụng cái vùng nhớ khác. Như vậy á, lấy một lúc nào đó là các cái chương trình gần như không chạy được nữa, bởi vì nó đã hết bộ nhớ rồi, cho nên phải thu hồi lại. Đó chính là tiến trình quản lý. Đã, quản lý có nghĩa là mình cấp tài nguyên và mình phải thu hồi lại sau khi nó kết thúc. Đó là cái việc rất là dễ hiểu. Mình quản lý là phải vậy, đúng không? Tức là mình cấp một cái memory ở một cái đoạn nào đó, thì mình phải ghi nhớ ha. Đã, nó phải ghi nhớ là cái tiến trình đó là sử dụng cái vùng nhớ đó, để mà sau khi thực hiện xong rồi nó thu hồi lại vùng nhớ đó, gọi là free, để nó cung cấp cho các chương trình khác. Đó chính là cái việc là quản lý, một trong những cái việc là để quản lý. Ngoài ra nó còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ như là trong quá trình thực hiện các cái tiến trình thì nó sẽ có một cái bộ đếm để nó chỉ ra cái vị trí của lệnh tiếp theo sẽ được thực thi. Các em hình dung rằng là gì, một cái chương trình của chúng ta hay là một cái tiến trình của chúng ta, một cái chương trình nó chạy tuần tự lệnh này lệnh kia, lệnh này lệnh kia, hoặc là vào đến vòng lặp thì nó quay lại lệnh này ha, rồi nó chạy tiếp. Thì tất cả những cái đó là nó chạy từng lệnh một, lệnh này rồi mới đến lệnh kia, cho nên là nó phải biết được cái vị trí của lệnh tiếp theo, và nó chạy cho đến hết chương trình, thực thi từng lệnh rồi là tuần tự cho đến khi hoàn tất cái chương trình. Như vậy là được quản lý. Như vậy á, đây chỉ là những cái ý chính thôi, nó còn quản lý những cái rất là chi tiết bên trong. Tuy nhiên là để các em hiểu rằng là gì, quản lý tiến trình là cái chương trình đang thực thi á, là phải cấp các cái tài nguyên của hệ thống để các tiến trình đó nó hoạt động, và sau khi tiến kết thúc thu hồi lại cái tài nguyên đó, bao gồm đó là file, trả lại về hết, đúng không? Rồi nó có một bộ đếm để chỉ ra vị trí, không bạn. Ngoài ra còn nhiều thứ nữa để quản lý cái tiến trình. Đây là một cái chức năng quan trọng của cái hệ điều hành, đảm bảo cho các cái tiến trình đều được thực thi trong cái thời gian phản hồi là ngắn nhất, và nhiều tiến trình có thể chạy cùng một lúc. Đó là chức năng đầu tiên của cái hệ điều hành. Như vậy hệ điều hành nó sẽ là thực hiện cái việc tạo và xóa tiến trình. Tức là tiến trình là cái chương trình đang chạy ha, nó tạo ra cái chương trình rồi nó xóa đi, hoặc là nó ngưng hay là tiếp tục chạy, rồi nó đồng bộ tiến trình. Tạm ngưng có nghĩa là đang dừng lại một chút, nghĩa là tiến trình đang chạy bây giờ tạm ngưng, nghĩa là dừng lại một chút, dừng lại xong rồi tiếp tục chạy tiếp. Tức là nó phải quản lý cái việc là chạy hay là ngưng hay là tạo hay là xóa, rồi là đồng bộ tiến trình. Tức là các cái tiến trình nó chạy như thế nào để nó đảm bảo là nó phối hợp với nhau ha, nó đồng bộ với nhau để đảm bảo là nó hiệu quả. Rồi giao tiếp giữa các tiến trình có nghĩa là các tiến trình đó có thể là trao đổi dữ liệu với nhau, có thể giao tiếp với nhau, có thể truyền, có thể là nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau, giao tiếp truyền cái thông tin cho nhau, rồi là cung cấp các thể chế để kiểm soát deadlock. Okay, thầy giới thiệu cho các em cái từ là deadlock là khóa, lock là khóa, dead là chết, đúng không? Gọi là khóa chết. Khóa chết có nghĩa là một cái trạng thái mà
không có tiến trình nào chạy được hết, nghĩa là máy tính mình là đứng luôn. Bởi vì nhiều tiến trình cùng chạy và là nó đến một cái trạng thái mà không tiến trình nào chạy được hết, thì đó là cái khái niệm gọi là deadlock, là một cái trường hợp mà hệ điều hành đó, của chúng ta đó, nó phải tránh kiểm soát được để nó đảm bảo rằng là gì, không xảy ra cái tình trạng là deadlock này, gọi là khóa chết này, là cái tình trạng mà không có chương trình nào chạy được hết. Thì chúng ta sẽ học về cái deadlock này, ở các cái chương sau. Còn bây giờ thầy giới thiệu cho các em cái khái niệm gọi là khóa chết như vậy đó, và hệ điều hành nó phải kiểm soát được cái việc này. Thế bây giờ quản lý bộ nhớ là như thế nào? Bởi vì bộ nhớ là nơi chứa các cái tiến trình đúng không? Cho nên là chứa các tiến trình, cho nên là CPU là cái processor của mình, là bộ xử lý của mình, nó sẽ đọc và thực thi các cái lệnh trong cái tiến trình, các cái tác vụ, các cái instruction đúng không? Từng tuần tự theo từng lệnh từ memory đó. Thì đó là bộ nhớ, là chứa các cái tiến trình thôi. Như vậy quản lý bộ nhớ là làm gì? Là quản lý các phần của bộ nhớ. Là bộ nhớ là phần nào đang sử dụng hay không? Làm sao nó biết, ví dụ như cái chỗ đó là đang sử dụng hay không? Nó phải biết chứ. Quản lý bộ nhớ thì nó phải biết chứ. Ví dụ như nó biết là cái vùng đó là chưa được sử dụng để nó cấp phát cho một cái tiến trình nào đó. Ví dụ như mình mở một cái tiến trình mới, thì bản chất là mình mở, ví dụ như là mình mở một cái file, một cái file hình ảnh chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra một cái tiến trình, tức là cái chương trình mà photo view gì đó, đó là nó xem cái hình ảnh đó. Nó phải có cái chương trình nó mới xem được hình ảnh, thì nó tạo ra một tiến trình. Như vậy nó phải cấp phát cái vùng nhớ cho tiến trình đó, như vậy nó phải biết là vùng nhớ nào còn đang trống, và thậm chí nó biết là cái vùng nhớ đó có đủ chỗ cho cái tiến trình mới mở hay không, và thậm chí nó còn biết là cấp cái vùng nào, cấp cái vùng nhớ còn trống nào là tối ưu nhất. Chứ nếu mà nó cấp cho một cái vùng nhớ mà không đủ thì là thua rồi ha. Còn nếu như nó cấp cho cái vùng nhớ là một cái chương tiến trình là chỉ là mở một cái file hình ảnh thôi, nó không cần quá nhiều, nhưng mà cấp cho nó là một cái vùng nhớ là quá lớn, hoặc là cái vùng nhớ mà nó không phù hợp, thì dẫn đến là hiệu quả sử dụng bộ nhớ nó thấp. Cho nên nó phải biết được là vùng nhớ nào là đang sử dụng và vùng nhớ nào còn trống. Nó phải quản lý được hết tất cả những thứ đó, và nó phải chạy các cái giải thuật để nó cấp phát những cái vùng nhớ khác nhau cho các cái tiến trình khác nhau, đảm bảo là hiệu quả nhất. Và nó phải quyết định được các cái tiến trình cũng như là các cái dữ liệu di chuyển ra khỏi bộ nhớ, tức là chuyển vào chuyển ra. Tức là khi các em mở một tiến trình thì các cái dữ liệu hay là các cái tiến trình đó, nó sẽ là được nạp vào đúng không? Được nạp vào, copy vào, và nó xóa đi, hay là nó ghi vào trong, nó xử lý, nó xử lý rồi nó ghi vào trong đĩa cứng chẳng hạn. Thì đó là vào ra, rồi cấp phát, rồi thu hồi, vân vân. Thì đó chính là quản lý bộ nhớ để các em hình dung. Khi mà mình nói cái từ bộ nhớ thì các em hôm trước thì nói là memory đúng không? Thì các em hiểu là RAM rồi đó. Cho nên nói bộ nhớ là biết. Mình thấy cái ổ cứng của mình nó cũng là bộ nhớ, nó cũng lưu trữ mà, nó cũng nhớ mà, nhưng mà nó không gọi là bộ nhớ, nó không gọi là memory. Đó là cái thuật ngữ ha, chứ không phải là cái gì mà mình lưu trữ được thì mình gọi là bộ nhớ đâu. Mà ở đây cái khái niệm bộ nhớ là cái thuật ngữ bộ nhớ là chính là memory, tức là bộ nhớ chính. Thì nó mới chứa được các cái tiến trình và chương trình đang chạy. Còn thiết bị lưu trữ như là CPU thì nó chỉ chứa chương trình thôi, nó chứa chương trình và nó chứa file vân vân. Chỉ có bộ nhớ là mới chứa được tiến trình, bởi vì tiến trình là cái chương trình nó đang chạy, đang thực thi, và nó phải quản lý. Thì em thấy cái việc quản lý này nó cũng rất là phức tạp, và nó phải chạy các cái theo một cái giải thuật nào đó để nó quản lý được cái việc này nó hiệu quả. Rồi là quản lý bộ nhớ, rồi là quản lý lưu trữ.
lưu trữ này là nó khác với cái này, các em bộ nhớ này là cái chương trình đang được thực thi, còn lưu trữ này á chính là cái ổ đĩa của mình đó. Quản lý lưu trữ tức là quản lý trong cái việc là trong cái USB rồi trong cái ổ cứng rồi này kia đó, gọi là lưu trữ. Như vậy cái khái niệm lưu trữ này, là mình hiểu nó là không phải là memory à. Mặc dù là bởi vì memory này không lưu trữ được cái bộ nhớ này, tức là bộ nhớ chính của mình, memory là không lưu trữ được. Vì sao? Vì khi máy tính mà tắt tắt nguồn, tức là khi chúng ta switch down máy tính, tắt máy tính thì toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ này này rồi mất đi, bởi vì không có chương trình nào chạy hết. Khi mình tắt máy tính rồi thì đâu có chương trình nào chạy đâu, cho nên nó đâu cần phải bộ nhớ đâu. Đó là thứ nhất. Thứ hai á là cái tính chất của cái bộ nhớ, tức là cái RAM này nè, là khi mà mình tắt nguồn, mình tắt máy tính là toàn bộ cái bộ nhớ này nè là nó sẽ bị dữ liệu bên trong đó, trong RAM á mất hết, nó mất hết. Cho nên là nó chỉ dùng bộ nhớ là memory là RAM đó, chỉ dùng để chạy các cái tiến trình thôi, để thực thi các cái chương trình thôi, để lưu trữ các cái dữ liệu mà đang xử lý thôi đó, chứ nó không phải là để lưu trữ. Cho nên các em phải phân biệt được cái khái niệm bộ nhớ và khái niệm lưu trữ. Lưu trữ là cái mà coi như là mình tắt điện rồi không? Là coi như mình xích đơn máy tính rồi nó vẫn còn nguyên, ví dụ như ổ cứng, ví dụ như USB, ví dụ như đĩa CD-ROM, vân vân, DVD, rồi là các cái loại mà để lưu trữ, có nghĩa là mình đã tắt nguồn máy tính rồi nó vẫn còn nguyên, file của mình nó vẫn nằm đó, nhưng mà USB của mình đó, mình lưu trong đó. Thì gọi là lưu trữ. Thì thầy nói cái đây bởi vì để cho các em nào mà đây là khái niệm rất cơ bản, thì thầy nghĩ là nhiều em cũng có thể biết, nhưng mà mình phải nói rõ ra để các em phân biệt. Và cái này nó rất là đáng chú ý ha. Mà nếu mà mình không biết, ai cũng biết hết mà mình không biết thì nó cũng kỳ. Tức là cái RAM và cái bộ nhớ là nó mất dữ liệu khi mà mình tắt máy tính, nó chỉ sử dụng để mà xử lý, còn lưu trữ này mới lưu trữ lâu dài. Thì cái hệ điều hành này nó cung cấp một cái khung nhìn logic để lưu trữ. Khung nhìn logic là cái cách mà sắp xếp cái hệ điều hành đó, nó cung cấp một cái cách sắp xếp logic, ví dụ như là nó trừu tượng các cái thuộc tính vật lý thành đơn vị lưu trữ logic, tức là file, tức là nó trừu tượng hóa, nó gọi nó là file để mình người sử dụng dễ hiểu. Người sử dụng là mở file này mở file kia có định dạng nằm trong thư mục nào, địa chỉ ở đâu, vân 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 vân, rồi các thông tin của nó, lưu trữ ngày nào, rồi sửa ngày nào, rồi vân vân. Thì đó là cái cách nhìn logic về lưu trữ thông tin để chúng ta dễ sử dụng. Đó là cái việc quản lý lưu trữ để chúng ta dễ sử dụng. Rồi hệ điều hành nó cũng thực hiện quản lý file system, hay là hệ thống file, tức là nó có thư mục. Thư mục này á thì các em biết là thư mục này á là cái nó tổ chức để dễ sử dụng cho người dùng, nó phục vụ cho chúng ta đó. Chứ còn máy tính thì nó cũng không cần biết thư mục đâu, nó có thể lưu toàn bộ trong một cái đĩa xe cũng được, nhưng mà lưu như vậy là không có phù hợp với người dùng, cho nên là nó phải quản lý trong thư mục. Và bản chất cái ổ đĩa đó, cái đĩa C, đĩa D, đĩa gì đó thì nó vẫn là cái cách, cũng là cách quản lý lưu trữ. Tức là bữa trước thầy đã nói các em mua về một cái ổ cứng thì nó chỉ là một cái ổ cứng thôi, nhưng mà các em có thể chia nó thành rất là nhiều cái ổ đĩa, đĩa phụ, đĩa chính, tức là primary, secondary gì đó, nhưng mà master slaver gì đó nữa. Có nghĩa là em có thể mua một ổ đĩa, và cái ổ đĩa đó có thể chia thành nhiều ổ đĩa, đĩa C, đĩa D. Thì những cái ổ đĩa C, đĩa D đó là logic, đơn vị lưu trữ logic, tức là luận lý thôi, nó không có thật. Và em có thể mua hai cái ổ đĩa, tức là em có tiền em mua thêm một ổ đĩa khác để em làm đĩa E, đĩa S chẳng hạn, thì cũng được luôn.
Như vậy đi A, đi F, đi C, đi D là những cái đơn vị logic máy tính nó định nghĩa, mình định nghĩa ra để mình dễ sử dụng. Bản chất của địa cũng vậy, và thư mục cũng vậy, và file cũng vậy, vân vân. Rồi quản lý lưu trữ tức là kiểm soát quyền truy xuất. À, tức là who can access what, tức là ai có thể truy cập vào cái gì, ví dụ cái file đó. À, cái người chúng ta biết là hồi nãy chúng ta biết là người có nhiều người sử dụng. À, có người là admin, có người là tài khoản cá nhân, có người là tài khoản guest vân vân. Ai có thể truy xuất vào file nào hoặc là thư mục nào. Đó, thì các em có thể thiết lập được những cái quyền này, quyền truy xuất này. À, ví dụ như em là admin, em thiết lập quyền truy xuất thì cái người sử dụng thông thường người ta không có đọc được cái tập tin đó. À, người ta không thấy được cái tập tin đó. Tùy theo cách mà các em thiết lập cái quyền cho cái tập tin đó. À, hoặc là nó ẩn đi, à, mình không thấy, không không thấy cái file đó, nó ẩn luôn, mình không thấy, hoặc là mình mở ra không được, hoặc là người khác mở ra không được, người khác không thấy, không vào. Rồi nó cung cấp những cái công cụ để người sử dụng thực hiện các thao tác trên file, ví dụ mở file, xóa file, sửa file gì đó vân vân, và thư mục. À, cái công cụ để mà người dùng thao tác trên file và thư mục. Rồi nó quản lý ánh xạ file với vị trí lưu trữ trên thiết bị lưu trữ, có nghĩa là cái file đó ở trong cái thư mục thì nó nằm trong cái thư mục đó, và nó dễ cho con người thôi, bản chất là nó file đó à, là nó nằm ở các cái địa chỉ nào đó, một cái địa chỉ nào đó trong cái thiết bị lưu trữ đó, cho nên là nó phải quản lý cái việc đó. Các em thấy là một cái hệ điều hành hay là cái máy tính nó rất nhiều file không, nó có rất là nhiều file, thì không biết là hàng nghìn hay là bao nhiêu file nữa. Bản chất riêng cái hệ thống của nó không phải rất là nhiều file rồi. Bây giờ đến các file của người sử dụng nữa, mình copy về, mình lên mạng mình tìm tài liệu, rồi là mình download về, rồi khi mà mình mở ra, em biết là chỉ cần mình mở một cái browser ra, tức là một cái trình duyệt web ra đó, thì nó đã có thể là tạo ra các cái nhiều cái file mà tạm. À, ví dụ trong cái web đó nó có là một rất là nhiều cái hình ảnh, ví dụ em mở là tuổi trẻ.vn ra một phát thì nó cũng có nhiều hình ảnh, thì trong đó nó phải download những hình ảnh về, nó tự nó download các hình ảnh đó về máy tính rồi nó mới xuất hiện được em. Vì bản chất là để mà đưa một cái hình ảnh đó lên màn hình, xuất hiện một cái hình ảnh ở trong một cái trang web lên màn hình thì nó phải có cái tiến trình nghe em. Tiến trình đó có thể đọc được cái hình ảnh, đọc được cái file hình ảnh. Đó. Rồi là nó phải đưa vào trong cái bộ nhớ, tức là cái memory. Rồi nó phải xử lý cái tiến trình đó để nó xuất hiện cái hình ảnh đó trên màn hình. Rồi giả sử như trong cái trang tuổi trẻ.vn đó, của trong web đó, thì ví dụ là tuổi trẻ.vn nó có một cái đoạn là quảng cáo chẳng hạn, và trong cái đoạn quảng cáo đó nó có âm thanh đó. Thì là rõ ràng là nó phải chạy một cái tiến trình khác, mà tiến trình đó có thể là xử lý được âm thanh, và để mà xử lý được âm thanh đó thì là cái trình duyệt của mình nó phải tải cái đoạn âm thanh đó về, nó phải lưu ở đâu đó ở trong cái lưu trữ, trong thư mục tạm nào đó ha. Cho nên là nó phải có lưu trữ, và nó phải biết được cái vị trí đó ở chỗ nào, rồi nó mới đưa cái file âm thanh đó vào trong bộ nhớ. Thầy nói để các em hình dung, các em mới theo dõi và em hình dung, nó phải đưa vào bộ nhớ và nó phải có một cái tiến trình để nó chạy cái file âm thanh đó thì mình mới nghe được ở ngoài loa. Đó. Như vậy khi mà mình mở một cái browser, đó là một cái trang web, thì nó có thể đã tạo ra rất là nhiều tiến trình. À, một tiến trình là để xem cái hình ảnh. À, một tiến trình là để download cái hình ảnh đó về máy tính. À, rồi một tiến trình là đưa cái xem cái hình ảnh đó, tức là đưa cái file tạm hình ảnh đó vào trong bộ nhớ, rồi xử lý để xuất ra cái hình ảnh. Rồi một cái tiến trình là download cái file âm thanh. À, rồi là một tiến trình khác là
dùng cái file âm thanh đó nạp vào trong bộ nhớ rồi ha, rồi xử lý cái file âm thanh đó để chúng ta nghe được đó. Rồi các cái chương trình khác để xuất cái dòng chữ ha, hay là để download cái dòng chữ về để mình đọc báo nha hả. Cho nên khi các em hình dung là một cái chương trình như là một cái browser, là một cái chương trình, tức là một cái trình duyệt web, cũng là một cái chương trình. Khi các em mở lên, nó có thể mở ra rất nhiều tiến trình khác, bởi vì mỗi một cái tiến trình như vậy nó làm một cái việc khác nhau. Nó chuyên một cái chương trình, nó chuyên làm việc. Không phải chương trình nào cũng mở được cái hình ảnh lên. Chỉ có những chương trình mà nó mở được hình ảnh được thì nó mới mở được, cái còn không phải chương trình nào nó cũng mở được hình ảnh. Vâng vâng thì các em hình dung là nó có cái quản lý, cái lưu trữ nữa, và file nó rất là nhiều, và mà hệ điều hành nó phải quản lý cái vị trí của các cái thiết bị, của các cái gọi là các cái file hay các thư mục, vân vân, trên các thiết bị lưu trữ, rồi backup là đến sao lưu các cái tập tin đó, vân vân. Rồi các em tạm nghỉ giải lao hả? Rồi thì thầy thấy các em đa số cũng đã thực hiện các cái bài tập, và thầy thấy rất là thích khi mà các em tự tìm hiểu, tự tìm cái tài liệu đó, rồi tự đưa ra những cái câu trả lời của mình. Đó là cái điều mà thầy rất là thích, rất là khích lệ các em, động viên các em là nên là tự mình tìm hiểu các cái tài liệu ở bất kỳ chỗ nào mà mình thấy là mình học hỏi được, mình học được ở đó. Rồi là mình soạn các cái câu hỏi, mình bỏ thời gian soạn các cái câu trả lời, mình có thể tự vẽ ra. Có thể là nó hơi chưa có thẳng lắm, nhưng mà thầy thấy rất là có thể dùng cái từ là cũng dễ thương đúng không? Tức là nó không có được thẳng lắm, hoặc là một số cái sai sót là bình thường, một số cái sai sót là bình thường, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Tức là mình đang học và mình không thể nào mà mình viết hoặc là vẽ mà hoàn toàn chính xác được, mình phải cần một thời gian, cần một cái thời gian để mình rèn luyện, để mình mà viết ra cái gì á thì nó phải chính xác cái câu đó, một câu nó rõ ràng chính xác. Cái đó cần một thời gian để các em rèn luyện, hoặc là mình vẽ ra một cái gì mũi tên từ đâu đến đâu thì mình cũng phải cần phải rèn luyện cái tính tỉ mỉ, cái sự chính xác của mình đó. Làm sao để nó chính xác. Đương nhiên là nếu như mà trong một cái thời gian nào đó mình nó vội vàng thì mình có thể là bất chấp, bởi vì nghĩa là mình phải có thể là chấp nhận những sai sót. Còn khi mà mình cố gắng làm sao để mà trong thời gian ngắn nhất mà mình có thể là làm được cái kết quả mà nó chính xác nhất, thì cái đó là cái mà mình phải rèn luyện. Cho nên các em phải làm những cái bài tập để trả lời những câu hỏi để mình rèn luyện cái những cái gọi có thể gọi là phẩm chất, cái tính cách này tỉ mỉ và rõ ràng, và mình qua đó là mình tự mình tìm hiểu, tự mình tìm ra câu trả lời, rồi mình đọc các cái tài liệu, mình hiểu về các cái vấn đề. Các câu hỏi thì cũng đưa ít thôi, và hàng tuần như vậy thì cố gắng đưa ra các câu hỏi và các em cố gắng tìm cái câu trả lời. Đó là cái việc học của mình rất là tốt, thấy rất là đáng là khen các em. Bây giờ chúng ta trở lại với cái bài học, thì chúng ta quản lý lưu trữ là xong rồi đúng không? Giờ chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo, đó là quản lý cái nhập xuất. Và bây giờ thầy có thể tự tin viết cái từ IO, và các em có thể là hiểu được I là input và O là output, tức là nhập xuất rồi. Là những cái khái niệm đó người ta hay dùng, cho nên là nó không có gì là xa lạ lắm. Thì mục đích của hệ điều hành là che giấu sự phức tạp của các thiết bị phần cứng, bởi vì là mình không thể nào mà mình trực tiếp mình quản lý hay là mình trực tiếp mình thao tác các cái thiết bị phần cứng được. Ví dụ máy in thì nó phải có hệ điều hành nó mới xử lý được, nó có cái chương trình hay có cái driver trình điều khiển rồi vân vân thì nó mới xử lý được, chứ thật ra nó rất là phức tạp, mà mình không thể điều khiển của nó giống y như một cái xe máy hay là một cái động cơ gì đó, mặt cắt hay là cái máy quạt, rồi mặt cắt máy quạt hay là như thế nào được đó. Cho nên nó phải quản lý cái thiết bị nhập xuất cho mình đó. Hệ điều hành nó giúp mình là quản lý cái thiết bị nhập xuất đó.
tức là nó quản lý về cái buffering, caching rồi spooling là những cái khái niệm và về bộ nhớ đệm, những khái niệm của bộ nhớ đệm. Bởi vì giống y như là các em in một cái file đó, thì các em thì hệ điều hành nó mới giúp chúng ta là truyền cái file đó đến cái máy in à. Và máy in nó in nhá, thì nó cũng phải mất một khoảng thời gian nó mới in được à, cũng như là khi mà nó truyền đi đến máy in nhá, thì không phải là truyền một phát là xong ngay, có thể cái file của chúng ta rất là lớn à, và nó có thể có xử lý nữa à, nếu mà cái đường truyền đó nó chậm thì nó phải dùng những cái buffering này để nó lưu trữ tạm cái nội dung và nó chờ để truyền xong cái phần này nó truyền tiếp cái phần kia. Ví dụ như bây giờ em có một cái máy in và em mở một cái file ra em bấm in, thì trong khi cái máy in nó chưa in xong em mở một cái file khác em bấm in nó cũng được. Như vậy nó phải có một cái buffer gì đó, tức là cái bộ nhớ đệm để nó lưu trữ. Rồi ví dụ như em mở 10 file lên in, file 1, file 2, file 3, file 4, file 5 in một lúc, có khi là máy in của em nó phải chạy một tiếng đồng hồ mới xong 10 cái file đó, ví dụ như vậy hả à, thì nó phải lưu hết các cái file đó, những nội dung mà cần in đó vào trong cái bộ đệm nào đó à, thì đó là khái niệm về buffering rồi caching rồi là throttling à, nó có khác nhau, nó có khác nhau cơ bản. Và thầy có thể các em tự tìm hiểu cái sự khác nhau của các cái này, nhưng mà à, nói chung là nó giống nhau ở chỗ là nó dùng để mà làm bộ đệm à, nó phải lưu trữ tạm thời các cái dữ liệu của nhập xuất à. Thầy ví dụ là cái máy in để các em thấy rõ hiểu hơn thôi, còn tất cả các thiết bị nhập xuất thì nó đều cần cái những cái bộ đệm nào đó, thì nó à, nó phải quản lý cái hệ điều hành, mình phải quản lý cái việc đó. Rồi nó trung cung cấp các cái trình điều khiển thiết bị, cái trình điều khiển thiết bị à, tức là driver, driver là trình điều khiển thiết bị à, thì cái chữ ver này drive là lái đúng không? Drive này mình hiểu là điều khiển, là điều khiển đó. Ví dụ như lái xe, điều khiển xe cũng giống nhau. Nhưng mà xe, đối với xe thì tiếng Việt mình dùng cái từ là lái đi để nó hiểu, thì lái chỉ có lái xe thôi, lái đò thôi. Nhưng mà cái từ drive này nghĩa là điều khiển, thì điều khiển xe hay là điều khiển đò cũng được không, cũng 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 được. Và đối với này không phải là người lái xe, đây là người lái xe đúng rồi đó, nhưng mà đối với cái thuật ngữ công nghệ thông tin thì nó chính là trình điều khiển thiết bị à, khi mà nói là driver là trình điều khiển thiết bị, người ta hiểu là trình điều khiển thiết bị, và ở đây người ta viết là device driver là nó rõ ràng hơn, tức là đó là trình điều khiển cho cái device, là cho cái thiết bị đó. Chứ còn mà bình thường đó, người ta nói với nhau đó, người ta chỉ cần nói là driver, giống như là các em mua một cái màn hình máy tính về à, thì để mà điều khiển được cái màn hình đó thì nó phải có cái driver, tức là cái trình điều khiển thiết bị à. Có bạn nhắn tin là thờ xài Win 7 cài driver muốn tục quần ha. Rồi em nói vui, ngày xưa em mà dùng Win 7 rồi á à, thì có thể là lúc đó em vẫn còn nhỏ đúng không, thì mình phải cài driver lên. Hiện giờ thì hệ điều hành của chúng ta là có một cái bộ sưu tập rất là khổng lồ các cái driver, cho nên các cái thiết bị thông thường là được hỗ trợ hết, cho nên là thường là các em mua về rồi sử dụng rất là thuận tiện, nghĩa là nó đó có sẵn cái driver cơ bản để mình có thể là điều khiển được cái thiết bị đó rồi. Và cái thiết bị đó nó cũng thông dụng, cho nên đối với màn hình rồi là đối với mà nhiều thiết bị là nhiều thì mình phải cài, cho nên là khi người ta bán một cái thiết bị, một cái hệ máy cái coi như là màn hình, hay là một cái máy in, hay là một thiết bị, thì người ta phải có thêm cái đĩa driver của nó nữa à, và các em có thể tự cài. Ok, là nếu như mà nó không có cái driver thì
thì nó có thể là dùng những cái cơ bản thôi, còn nếu mà có driver thì nó sẽ tốt hơn, nó đúng và nó đầy đủ hơn để các em. Cho nên là nó phải cài cái driver đó, thì cái driver đó đó chính là cái nào ha, là cái trình điều khiển thiết bị. Đây là một khái niệm của công nghệ thông tin. Nhiều khi các em gặp cái người mà không biết, không hiểu về cái này, và em nói với họ là phải cài driver, họ không biết là cái gì, thì đó chính là cái điều khiển thiết bị đó. Thậm chí là mỗi một cái màn hình, mỗi một cái hãng khác nhau thì người ta phải có một cái chương trình của người ta, chứ không phải là cứ màn hình là màn hình ha. Cái màn hình này thì người ta dùng cái driver của họ, về cơ bản là như vậy. Rồi màn hình của cái hãng kia, Samsung chẳng hạn, thì người ta có cái driver của người ta, chứ không phải là coi như là mình dùng cái driver nào cũng được. Cũng có thể có những cái driver gọi là chung, general, nghĩa là nó có thể là những cái chức năng cơ bản để nó điều khiển được một cái màn hình. Tuy nhiên là có thể là nó không đủ các cái tính năng, cũng như là không đủ cái chất lượng, mà coi như là một cái chương trình điều khiển thiết bị chuyên dụng của cái driver đó. Tuy nhiên nó cũng có thể điều khiển được. Thì nó gọi là general, chung 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 thế thôi. Thì các em nên hiểu là như vậy. Thì quản lý IO là quản lý các thiết bị nhập xuất, và các thiết bị đó là phải có cái driver để điều khiển, và hệ điều hành của chúng ta đó, điều khiển các thiết bị đó đó thông qua các cái driver. Có nghĩa là hệ điều hành của chúng ta phải quản lý các cái driver đó, tức là các cái trình điều khiển thiết bị đó. Rồi là đối với các cái thiết bị phần cứng đặc biệt thì mình phải cài cho nó, ví dụ như có cái em Tú là có cài driver cho Win 7, Win 10 này kia vân vân, thì các em phải, khi mà các em có một cái máy tính và các em phải tự cài hệ điều hành là giỏi rồi đó. Mà các em cài được, không có vấn đề gì hết. Thử thử bây giờ mình thử mình cài cài hệ điều hành thử. Chứ ngày xưa thầy cài rất là nhiều, cài rất là nhiều lần, cài đi cài lại, rồi là cài phiên bản này phiên bản kia, ngồi chờ lâu lắm. Ngày xưa máy tính nó chậm đó, ngồi chờ có khi là nó chạy cả đêm á đó. Đó, rồi là hồi đó không có internet gì hết, cứ làm theo từng bước đọc cái hướng dẫn trên màn hình, đọc cho kỹ rồi làm. Bởi vì nhiều bạn có thói quen là cứ có cái gì xuất hiện trên màn hình là coi như bấm ok, không đọc. Khi mình không đọc á thì nhiều khi nó cũng không sao hết đó, bởi vì là nó có cái cấu hình mặc định rồi, có cái mặc định rồi, cho nên là nó cũng xong thôi. Tuy nhiên là khi mà mình cố ý mình đọc có cái thông báo của cái hệ điều hành, của quá trình cài đặt, thì mình có thể hiểu thêm, có thể mình học hỏi thêm ở trong đó những cái vấn đề của nó nữa, tức là mình hiểu thêm, bởi vì nó cung cấp thêm một số cái thông tin. Rồi là khi mà các em phải tự mà cài thêm các cái driver, ví dụ như âm thanh. Có bạn là coi như là cài xong hệ điều hành xong rồi âm thanh nó chưa nghe, hoặc là màn hình nó độ phân giải thấp, nghĩa là nó chỉ có màn hình mà không không đúng với cái chất lượng của màn hình, tức là nó dùng những cái driver chung chung thôi, nó chưa có đảm bảo là đúng với cái chất lượng lắm. Hoặc là âm thanh nó cũng vừa nghe thôi, thì mình phải cài thêm driver này kia, mình sẽ có thêm cái kinh nghiệm và mình hiểu rằng là hệ điều hành nó sẽ quản lý các cái driver đó, nó quản lý các thiết bị nhập xuất đó. Rồi có bạn Tuấn Anh là cũng có nói là Ghost Win cũng vui. Ngày xưa có Ghost, nghĩa là bản Ghost, có nghĩa là người ta cài một cái hệ điều hành lên xong xong người ta lưu trữ backup toàn bộ cái hệ điều hành đó, toàn bộ cái ổ đĩa đó. Ví dụ như đĩa xe, sau khi em cài xong cái hệ điều hành thì em backup cái đĩa xe đó lại đó, tức là em lưu trữ toàn bộ cái hệ điều hành, rồi các cái phần mềm mà em đã cài đặt, các driver mà em đã cài đặt đó, để mình lưu trữ một bản gọi là ghost, đúng không? Rồi sau đó là trong quá trình mình dùng
là nó có lỗi này lỗi kia, hay là trong quá trình mình dùng nó có virus, hay là trong quá trình mình dùng nó phát sinh ra các cái vấn đề này kia, mà em muốn trở lại như cái trạng thái mà hồi em mới cài, thì là mình mới lấy cái bản backup, tức là cái bản sao lưu á, bản chất của cái Ghost đó là để sao lưu lại cái ổ cứng của mình, có thể là toàn bộ ổ cứng của mình, bao gồm có là hệ điều hành, rồi driver, tất cả những thứ mà em đã cài, rồi em bung nó ra đúng không? Tức là mình mở cái bản Ghost, cái bản backup đó ra, bản chất của nó là backup, thì mình sẽ lấy lại đúng y như cái trạng thái mà cái hồi mình mới cài xong, nó ở trạng thái nào, nó y như vậy, thì người ta dùng bữa nay rất là nhiều. Ví dụ như em nào đó mà có kinh nghiệm và là có cái thời gian, mình cài một cái hệ điều hành lên, được cài các cái phần mềm cơ bản của nó, rồi mình có thể là backup lại bằng cái phần mềm Ghost chẳng hạn, mình lưu nó trong một cái đĩa cứng, hay là trong một cái đĩa CD, hay là ghi vào trong, hay là USB, hay là chỗ nào mà mình an toàn đó. Để khi nào mà mình cần thì mình lấy lại cái phiên bản mà mình đã backup đó. Thì ngày xưa là thầy làm những cái việc đó rất là nhiều, và thầy cài rất là nhiều phần mềm này kia, rồi thầy cài thử các cái phần mềm, rồi sử dụng thử, rồi là quậy trong đó, rồi chia ổ đĩa, rồi là format luôn, format của ổ đĩa luôn đó. Bây giờ các em dùng sướng rồi, cái ngày xưa là ví dụ như muốn format thì có khi là cũng phải chạy bằng cái comment, tức là chạy bằng dòng lệnh đó, rồi muốn ghost thì phải chạy những cái chương trình đó là cổ xưa, rồi muốn chia ổ đĩa rồi cũng phải đọc các cái hướng dẫn của các cái câu lệnh để mình mới chia được từng lệnh một, chứ không phải là cái chương trình mà cái kiểu như là cái user interface, graphic user interface gọi là GUI, thuận tiện cho người dùng. Hiện giờ đương nhiên là người sử dụng là có cái user, có cái graphic user interface là giao diện người dùng đồ họa. Các em có thể dùng chuột, hoặc là các em có thể là kích chỗ này, kích chỗ kia, thậm chí là các em kéo thả vân vân, rất là thuận tiện. Còn ngày xưa là nó giờ dòng lệnh muốn đĩa này là bao nhiêu kilobyte, megabyte, hay là bao nhiêu gigabyte, mình phải gõ vô số rõ ràng vân vân. Thì mình nói thêm như vậy đấy em, thì các em nào mà đụng chạm nhiều không, cài đặt rồi là va chạm nhiều, thì các em càng có nhiều cái hiểu biết, và những cái hiểu biết đó rất là bổ ích để mình có tự tin, mình có cái sự tự tin và mình có cái sự hiểu biết về cái hệ điều hành cũng như cái hệ thống máy tính, nó rất là tốt cho cái kiến thức như cái trải nghiệm của mình. Còn bây giờ em là không có điều kiện thì mình học và mình hiểu thôi, mình hiểu về lý thuyết thôi. Ok, thì kỹ cái driver cho các thiết bị phần cứng, ví dụ như đĩa cứng, đây là gì, từ cái đĩa cứng nè là một cái dữ liệu, rồi nó là dữ liệu đó từ cái đĩa, là đây là đĩa từ, nó đến cái bộ nhớ chính, rồi nó đến cái case là cái bộ nhớ đệm á, rồi mới đến là cái thanh ghi. Thanh ghi đây á là khái niệm mà thầy đã giới thiệu cho các em và các em đã biết rồi. Thanh ghi này nó nằm ở đâu, các em gõ trong chat á, câu hỏi của thầy thanh ghi này nằm ở đâu, các em trả lời trong cái phần chat để xem ra rõ thanh ghi này nằm ở đâu, các em dùng cái chat để em gõ. Bộ xử lý bằng lên bằng lành đó là trong bộ xử lý, các em khác gõ câu trả lời. CPU 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 rồi đúng rồi, có nghĩa là từ cái bộ nhớ mà từ thì các em đa số là trả lời đúng ha. Bộ nhớ từ tức là ổ đĩa của mình đó, rồi nó mới vô trong bộ nhớ chính là gì, RAM đúng không, rồi mới vào trong cái case, rồi mới vào trong CPU. Đúng, y CPU luôn, bộ xử lý processor, thì thanh ghi này nó nằm trong cái processor. Vào trong register rồi ấy, thì nó sẽ có thể là vào trong
ALU đúng không, để nó tính toán, để nó cộng trừ nhân chia on o so no gì kia vân vân. À, và có thể ở giữa cái main memory này và các CPU này, này thì nó có một cái bộ nhớ đệm gọi là cache. À, thì các em trả lời là đúng, chứng tỏ là các em cũng có hiểu biết ha, mà mình cũng có học bài, mình có hiểu biết các cái thành phần của hệ thống. Còn đối với là cái vấn đề là bảo vệ rồi là an ninh, thì là bảo vệ có nghĩa là kiểm soát cái truy xuất của các tiến trình và người dùng tới tài nguyên của hệ thống, tức là nó phải kiểm soát các cái truy xuất đến tài nguyên để nó đảm bảo là nó bảo vệ được cái hệ thống. Bởi vì nếu như mà không có cái bảo vệ này á, thì các em hình dung là gì, là một cái chương trình, nếu mà một cái chương trình phá hoại nó vào và nó kiểm soát hết tài nguyên của hệ thống thì tất cả những cái chương trình khác sẽ không thực thi được. Giả sử như máy tính của em có một cái con virus chẳng hạn, con virus này nó phá hoại, nó có thể làm được rất là nhiều thứ, rất là mạnh mẽ. Ví dụ như nó kiểm soát cái một cái tài nguyên nào đó là mình coi như là thua, mình không có dùng được cái tài nguyên đó. Mình thấy là cứ mở mấy cái chương trình kia lên mà nó không có chạy được. Có thể là con virus đó nó đã kiểm soát cái tài nguyên, nó giành cái quyền của hệ điều hành. Bởi vậy cho nên hệ điều hành nó phải rất là mạnh, nó phải có đủ cái khả năng để mà nó bảo vệ và nó an ninh, chống lại những tấn công từ bên trong. Từ bên trong này tức là virus mà nó vào trong máy tính rồi đó. Rồi nó virus đó nó tấn công từ bên trong, tức là nó chạy bên trong cái phần cái hệ điều hành của mình đó. Và nó tấn công để nó gián điệp hay là để nó phá hoại, nó làm cho toàn bộ các cái tập tin của mình đó, là bị hư hết. Rồi là nó làm cho cái hệ thống của mình là chạy những cái phần mềm của nó, để nó tấn công, để nó làm những cái việc riêng của nó, kiểm soát vân vân. Là tấn công từ bên trong và từ bên ngoài. Từ bên ngoài tức là từ internet đó. Khi các em vào internet thì các em phải chú ý một số, mà mình là dân công nghệ thông tin, mình vào cái link là phải có cái URL đó, tức là cái địa chỉ rõ ràng ha. Chứ còn mà vào nhiều khi là những cái người mà kẻ tấn công đó, người ta đưa, người ta giả mạo, người ta đưa những cái đường link mà nguy hiểm, nó có mã độc thì nó sẽ tấn công từ bên ngoài. Và một khi á mà các cái virus hay là các cái con sâu ấy, mà nó vào bên trong máy tính ấy, thì nó có thể là chạy những cái chương trình ngầm bên trong ấy, để nó có thể là theo dõi hay là để nó có thể là làm những cái việc, ví dụ như tấn công DDoS, là nó dùng cái máy tính của mình để nó tấn công một cái server nào đó. Lúc đó cái máy tính của mình nó vô tình, mình không biết, nó trở thành một cái căn cứ của cái người mà làm ra cái đó. Một cái chương trình nó chạy bên trong, nó trở thành một cái căn cứ để nó tấn công một cái mục tiêu nào đó, ví dụ một cái server. Thầy giả sử như là có một cái trang web có cái tên là abc.com chẳng hạn. Bây giờ người ta muốn cái người mà đó, người ta đã kiểm soát hết cái máy tính rồi, cài cái virus đã lây lan ra toàn bộ rồi, trong máy tính đều bị nhiễm. Bây giờ người ta muốn tấn công cái trang web đó, làm cho trang web đó là đứng luôn, thì người ta có thể là sử dụng cái tấn công DDoS, tức là từ chối dịch vụ chẳng hạn. Toàn bộ các cái máy tính mà đã bị nhiễm virus chẳng hạn, ở cái thời điểm đó, toàn bộ vào thời điểm đó đều đồng loạt truy cập vào bên trong cái trang web abc.com đó. Thì khi mà có quá nhiều cái lượng truy cập như vậy thì cái server đó nó chịu không nổi, tức là nó respond không kịp, quá nhiều cái request, cho nên là nó bị đứng luôn, và những cái người dùng thật sự người ta không vào được nữa. Bởi vì là nó bị quá nhiều cái yêu cầu dịch vụ, cho nên là nó không có đáp ứng được
những cái yêu cầu dịch vụ thật sự, cho nên làm cho trong web đó là đứng luôn, ví dụ như vậy, là những cái tấn công. Và luôn luôn là trên đời luôn luôn có những cái lực lượng như vậy các em, luôn luôn có những lực lượng là tấn công, là chống đối, là phá hoại, rồi là vì những mục đích riêng hoặc là chỉ để là phá hoại, để mà coi như là tạo ra cho mình một cái quyền lực gì đó vân vân, thì hoặc là một cái sở thích hay là một cái cách gì đó của người ta, thì hệ điều hành nó luôn luôn có những cái cơ chế bảo mật, à, để nó bảo đảm bảo vệ cho cái hệ thống và bảo đảm an ninh cho cái hệ thống, cho nên nó luôn luôn có những cái bản vá, có những cái bản cập nhật này kia vân vân. Thầy kể kể cho các em nghe một câu chuyện cho vui. Ngày xưa học trò của thầy cũng có một cái nhóm, và hồi đó là thầy có cài cái hệ điều hành được các cái phần mềm cần thiết, rồi thầy cũng có lưu những cái bản ghost rồi này kia đó, như cái bạn mà hồi nãy nói đó. Đó, để mà khi cần thì rồi có đóng băng rồi này kia vân vân, để đảm bảo là các cái máy tính là chạy tốt, là không có bị hư hại. Có một cái nhóm đó là sinh viên, cũng không biết vì sao đó, là tự lập lên một nhóm, rồi là tạo ra những cái gọi là virus để phá hoại cái phòng máy cái hả, tức là muốn là cũng may như là để là coi như là chọc thầy á. Và cái nhóm nó đặt một cái tên là VR4U ha, VR4U, tức là VR for you á. Đó, thì và cũng rất là hay là cái nhóm nó dùng chính cái tên đó, sau này cái nhóm nó dùng chính cái tên đó để làm một cái tổ chức hay là một cái nhóm gọi là thiện nguyện, nhưng vẫn lấy cái tên đó. Thầy không biết vì sao cái tên đó, thì sau này có một cái bạn trong đó, đó mới nói với thầy là cái tên đó có nghĩa là virus for you, tức là làm virus cho thầy, tức là để mà chúng bây giờ để chống lại kiểu vậy đó, nhưng mà rất là dễ thương, cũng không có phải là chống gì quá, sau này các bạn nó cũng rất là thích, và thầy cũng thấy rất là đáng yêu, không sao hết. Tức là lập một nhóm như vậy, và có thể là qua cái quá trình đó thì cái nhóm đó cũng có thể là học hỏi được cái gì đó. Bây giờ các cái dịch vụ của hệ điều hành thì dưới góc độ của người dùng thì hệ điều hành nó cung cấp cái dịch vụ, ví dụ như là giao diện người dùng thì có ba loại, có nhiều loại nhưng mà có những cái loại chính. Thứ nhất là CLI, Command Line Interface, giao diện dòng lệnh, giao diện dòng lệnh gọi là CLI đúng không, hay là GUI là cái mà hồi nãy thì nói với các em, Graphic User Interface, giao diện người dùng đồ họa. Thì hiện giờ các em hay dùng cái này, hay là Batch, thì chủ yếu là hai cái loại là GUI và CLI, là giao diện người dùng đồ họa. Là hiện giờ các em chúng ta đang dùng cái giao diện người dùng đồ họa, tức là có hình ảnh rồi có các cái icon rồi các cái window rồi các cái thư mục này kia ha, và có con chuột, có con trỏ này kia, gọi là giao diện người dùng đồ họa. Còn cái giao diện mà dòng lệnh này á, là nó không có chuột, nó chỉ có cái bàn phím thôi, và mình gõ các cái câu lệnh gọi là dòng lệnh ha, gõ các câu lệnh vô đó. Thì hiện giờ các em thấy là trong Windows nó vẫn còn cái chỗ để mình gõ các cái dòng lệnh, đó là cái Commander, cái chương trình Commander đó, để mình gõ vào các cái dòng lệnh để mà thực thi các cái lệnh này kia. Còn ngày xưa nó toàn bộ cái hệ điều hành của chúng ta nó chỉ gồm các cái màn hình đang thui và có cái dòng lệnh đó thôi, và điều khiển máy tính qua các cái dòng lệnh. Các em muốn copy một cái tập tin từ cái thư mục này sang thư mục kia thì em phải gõ cái lệnh copy, rồi em phải gõ địa chỉ của nó, nguồn, rồi em phải gõ cái địa chỉ của thư mục đích, rồi bấm enter thì nó mới copy từ cái chỗ này qua chỗ kia. Như vậy là để mà copy á thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mình ngồi mình xem thử là nó đang nằm ở trong cái thư mục nào, rồi nó tên là gì, rồi mình gõ vô cho đúng, rồi nó muốn copy đến đâu thì mình phải gõ chính xác cái địa chỉ đích thì nó chương trình nó mới chạy chính xác. Đó. Còn bây giờ các em chỉ cần là kéo thả, tức là từ cái thư mục này mình vào trong đó, mình không cần phải gõ, mình có sẵn cái tên rồi, mình chỉ cần dùng chuột mình gõ vô, mình kích vô cái tên của thư mục, rồi mình vào trong thư mục đó, rồi mình tìm. Và nếu mà nhiều file quá mình gõ vô trong cái chỗ search ha, để mình tìm cái tên nó,
rồi là mình kích chuột vào nó, mình kéo mình thả vô cái mục kia là xong. Như vậy nó thuận tiện cho người sử dụng, càng ngày nó càng thuận tiện cho người sử dụng. Rồi thực thi chương trình, tức là chạy chương trình đó, rồi cho phép chương trình giao tiếp với các thiết bị nhập xuất. Bởi vì cái chương trình này á, nó có khi là nó cần kết nối đến các thiết bị nhập xuất. À, ví dụ như máy in chẳng hạn, một cái chương trình Word, bản chất của chương trình Word thì chương trình Word này nó không có in được, không? Cho nên nó phải dùng cái điều khiển máy in thì nó mới in ra được, à, chứ không phải là cái Word là nó in được, ha? Cho nên là mình cài Word xong rồi mình phải cài driver cho máy in rồi mình mới in được, chứ không phải là thì nó cần phải giao tiếp giữa cái chương trình với các cái driver, các thiết bị. Rồi quản lý dữ liệu người dùng, người dùng đây là người dùng cái hệ điều hành này này, à, thì mỗi một cái như hồi nãy như những slide đầu tiên, à, và các em đã được giới thiệu là một cái hệ điều hành nó có thể có nhiều người dùng, và nó có trong các cái người dùng đó nó có thể là có nhiều kiểu người dùng, à, có người là admin, có người là những cái user thông thường, và có những cái người là user guest, và có những cái không phải là người mà là máy nữa, à, nó có những cái user riêng của nó để nó phục vụ cho cái việc chạy chương trình. Nó phải quản lý tất cả những cái dữ liệu của user, à, và người dùng này á, là cái khái niệm hồi nãy thầy đã giới thiệu với các em nó rộng hơn, là con người, nó có thể có máy móc, nó có thể có chương trình, nhưng mà nó ở cái vị trí của user, tức là người dùng. Rồi trao đổi thông tin giữa các cái chương trình trong một máy tính, tức là trong một máy tính nó có một số cái chương trình mà nó cần phải trao đổi thông tin, à, ta gọi là giao tiếp giữa các cái tiến trình đó. Thì các chương trình mà đang chạy thì gọi là tiến trình, có thể có những cái tiến trình mà nó phải giao tiếp, nó cần trao đổi thông tin. Thầy nói ví dụ như cái ví dụ hồi nãy là Word mà muốn in ra đúng không, thì nó phải giao tiếp, nhưng mà đó là giao tiếp giữa chương trình và thiết bị. Còn có thể có hai cái tiến trình nào đó đang chạy mà nó cần giao tiếp với nhau, trao đổi thông tin với nhau, à. Rồi là à, giữa các máy tính với nhau, thì rõ ràng là giữa các máy tính khi mà kết nối vào trong một cái mạng thì rõ ràng là nó có thể là trao đổi thông tin, à, thông tin là nó có nghĩa rất là rộng nghe, thông tin là có nghĩa là rộng, à, nó có thể là file, à, ví dụ như em copy, em share một cái thư mục rồi em copy từ máy này qua máy kia thì cái đó là trao đổi thông tin giữa các máy tính. Rồi là cái dịch vụ nữa là phát hiện lỗi và cung cấp đáp ứng lỗi vân vân, thì là à, hệ điều hành nó có rất là nhiều dịch vụ. Tuy nhiên ở đây chỉ liệt kê ra một số cái dịch vụ như vậy, đó là phát hiện lỗi rồi cung cấp đáp ứng các cái lỗi của hệ điều hành, đó là có cái dịch vụ để giúp cho người dùng sử dụng tốt. Rồi các cái chức năng hữu ích mà hệ điều hành cung cấp theo cái hướng dịch vụ, ví dụ như là quản lý phân phối tài nguyên, à, tức là khi có nhiều người dùng thì nó phải quản lý cái tài nguyên của người dùng, à, ví dụ người dùng này là nó có thư mục document, thì thư mục document của người dùng này thì người dùng kia có thể là không truy cập được, à, chỉ có admin thì có thể là truy cập được hết, có thể truy cập được, còn những người dùng khác nhau thì không truy cập các cái thư mục, một số cái phần riêng gọi là những cái thông tin riêng tư, hay là multitasking, tức là đa nhiệm vụ, đa tác vụ, thì là nó phải quản lý để nó phân phối các cái tài nguyên của máy tính, à, cho các cái à, chương trình, cho các cái người dùng khác nhau. Rồi nó ghi nhận các cái thông tin sử dụng hệ thống của user, tức là nó lưu trữ các cái thông tin, à, của user, của người dùng. Rồi nó đảm bảo mỗi cái truy xuất tài nguyên hệ thống là kiểm soát, nó phải kiểm soát được hết, à, các cái tài nguyên hệ thống, à, để nó bảo vệ cái hệ thống. À, và bảo vệ cái hệ thống, bảo vệ cái tài nguyên, à, và cái dịch vụ của hệ điều hành. Thì các em nhìn vô trong cái hình ảnh này, các em thấy là các cái dịch vụ của hệ điều hành, à, một hình ảnh mà để mô tả các cái dịch vụ của hệ điều hành, đây là à, người dùng và các cái chương trình hệ thống khác, à, tức là có thể là người dùng, có thể là chương trình khác, chứ không nhất thiết là con người nha, có thể là máy móc, có thể là chương trình ở cái vị trí là người dùng. Thì ở đây cũng người ta đưa ra một số cái giao diện người dùng, các cái giao diện người dùng,
tôi gọi là user interface, và người ta hay viết tắt mình từ là UI, tức là giao diện người dùng, UI, và GUI là graphic user interface. Thì các em những cái thuật ngữ như này các em nên biết cái, những cái từ của nó ha, cái từ viết tắt này các em nên tìm hiểu, và các em nên có một cái quyển vở hay quyển sổ gì đó các em tự tạo ra cái từ điển của em đó. Những khái niệm này là những cái khái niệm phổ biến các em có thể tự tìm hiểu được, và các em nên ghi chép, ghi lại hoặc là nhớ lại cái tên gọi của nó cũng như là ý nghĩa của cái thuật ngữ đó. Đó là bởi vì mình là mình học công nghệ thông tin, mình phải hiểu biết cái thuật ngữ thì mới được, mới nói chuyện với nhau được ha. Rồi comment line, rồi là batch. Comment line là dùng lệnh, batch là các cái đoạn cái chương trình mà nó chạy tự động với em, tức là người ta lập ra một cái trình tự các cái lệnh rồi nó chạy. Và theo đó, tiếp theo đó là cái system call, sẽ là lời gọi hệ thống, các cái lời gọi hệ thống. Đây chính là cái lời gọi của cái user, người ta muốn làm cái việc gì thì người ta sẽ cần đến các cái lời gọi hệ thống để người ta, và các cái lời gọi hệ thống này nó sẽ được thực thi bên trong cái hệ điều hành. Hệ điều hành là cái đó. Và cái hệ điều hành này nó cung cấp các cái dịch vụ, các service, các cái dịch vụ. Và ở đây người ta đưa ra một số các cái dịch vụ, ví dụ như là thực thi chương trình này, rồi là vận hành các cái thiết bị nhập xuất này, rồi là cái hệ thống thông tin này, rồi là thông tin liên lạc này, liên lạc giữa máy này máy kia, hay là liên lạc giữa chương trình này với chương trình kia nè, rồi là cấp phát cái tài nguyên của hệ thống nè, tức là phân định vị không? Hay là cấp phát hay là quản lý các tài nguyên hệ thống nè, rồi là accounting, tức là giống như kế toán, nghĩa là lưu trữ các thông tin của người dùng này, lưu trữ các thông tin của các chương trình nè, rồi là phát hiện ra lỗi này, rồi là bảo vệ và an ninh nè. Thì đây là các cái dịch vụ mà hồi nãy chúng ta đã liệt kê ra, nhưng mà ở đây chúng ta nhìn nó với một cái hình ảnh để chúng ta có thể dễ hình dung hơn và phần cứng đó. Tức là từ trên xuống dưới nó theo một cái trật tự mà chúng ta đã biết, người dùng rồi hệ điều hành rồi phần cứng này kia đó. Hệ điều hành là đây luôn, nguyên một cái này luôn. Thì chúng ta thấy là có ba cái thành phần, một là người dùng hay chương trình, hai là hệ điều hành, và ba là phần cứng đó. Thì đó là ba cái khối cơ bản. Và đương nhiên bên trong cái hệ điều hành này thì chúng ta có giao diện người dùng, rồi chúng ta có các phần mềm, và ở dưới là chúng ta có các cái dịch vụ. Ở đây là cái hình ảnh theo cái hướng dịch vụ, cho nên là chúng ta có cái dịch vụ của cái hệ điều hành ở đây. Thì đối với cái giao diện người dùng đó, là chúng ta có cái ba cái giao diện người dùng mà chúng ta đã nói rồi. Thế còn giao diện lập trình thì là cái hệ điều hành nó sẽ cung cấp các cái dịch vụ cho các cái chương trình ứng dụng thông qua các cái lời gọi hệ thống, và các cái lời gọi hệ thống đó thông qua các cái gọi là API là các cái giao diện lập trình, chương trình ứng dụng, giao diện cái chương trình ứng dụng để mà giúp cho các cái lời gọi hệ thống đó, giúp cho các cái chương trình đó nó có thể là thực hiện các cái lời gọi hệ thống thông qua một cái giao diện gọi là API nữa. Và các cái gọi là lời gọi hệ thống là các em có hiểu đây là một cái thuật ngữ, những cái lời gọi hệ thống là các thuật ngữ là để chỉ cho là các cái chương trình nó muốn sử dụng các cái chức năng của hệ điều hành thì nó phải sử dụng các cái lời gọi hệ thống này, bao gồm có là process control, tức là điều khiển các cái tiến trình, rồi quản lý các tập tin, quản lý các thiết bị, rồi là lưu trữ các thông tin, hay là coi như là rồi là coi như là thông tin liên lạc, rồi là bảo vệ vân vân. Thì có rất là nhiều cái lời gọi hệ thống, tức là bản chất của cái lời gọi hệ thống hay là các chương trình bên trong cái hệ điều hành, và người ta chia ra thành các cái loại như nào, các cái phân loại các cái lời gọi hệ thống. Thì bản chất của nó là có rất nhiều cái lời gọi bên trong, tức là các cái lệnh bên trong cái hệ thống. Và các cái lời gọi hệ thống này á, là một cái phương thức để mà gọi một cái dịch vụ mà do cái hệ điều hành nó cung cấp, gồm có là
như hồi nãy như cái slide trước đúng không? Ví dụ như là để điều khiển các cái tiến trình, bao gồm có là kết thúc tiến trình, từ chối tiến trình, nạp cái tiến trình từ từ trong cái thiết bị lưu trữ và trong cái bộ nhớ này, rồi thực thi các cái chương trình, các cái tiến trình đó nè, rồi tạo ra các cái tiến trình con, tức là trong cái tiến trình có thể tạo ra các cái tiến trình con. Ví dụ như một cái chương trình mà ở trong đó nó lại là cần phải phát ra âm thanh, thì nó có thể tạo ra một cái chương trình để mà thực hiện cái, tạo ra một cái tiến trình để nó thực hiện cái việc là phát ra âm thanh đó. Bởi vì bản bản thân nó là nó không có, có thể là không có làm được cái việc đó, mà nó phải cần một cái tiến trình để mình chạy xử lý riêng cái việc đó. Rồi là kết thúc cái tiến trình, tức là sau khi chạy xong thì nó kết thúc, rồi nó lấy các cái thuộc tính của tiến trình, lấy thuộc tính tiến trình, cũng như là các cái thuộc tính này gồm có là cái tiến trình nó đang như thế nào, gồm có là các cái thông tin, toàn bộ cái thông tin của nó là đang chạy hay là đang dừng hay là lưu trữ ở đâu hay là nó chạy tới đâu rồi. Rồi là thiết lập các cái thuộc tính của tiến trình, tức là nó thiết lập tất cả cái thông tin của cái tiến trình đó. Thì các em nên biết là một cái chương trình mà đang chạy nó phải lưu trữ rất là nhiều cái thông tin, lưu trữ rất là nhiều cái thuộc tính liên quan, và nó phải điều khiển cái tiến trình là nó phải làm được cái việc là thiết lập, rồi là lấy ra, rồi chờ, rồi là chờ cho một sự kiện. Ví dụ một cái tiến trình mà nó chờ cho một cái sự kiện nào đó rồi nó mới thực hiện tiếp. Đó. Giống như một cái chương trình đang chạy xong nó hỏi em là gì, bấm vào một phím bất kỳ để tiếp tục chẳng hạn, hay là cái chương trình của em nhập vào bán kính của hình tròn chẳng hạn, và nó phải chờ, và em nhập vào bấm enter nó chạy tiếp đúng không? Đó, ví dụ như vậy, tức là nó chờ. Thì nêu một cái ví dụ để các em dễ hình dung thôi. Đó, tức là nó chờ cho một cái sự kiện nào đó thì nó mới chạy tiếp. Rồi là tín hiệu của cái sự kiện đó, hoặc là phân phân bố, hay là tức là cấp phát nghe, bộ nhớ, hay là giải phóng của bộ nhớ. Từ khi tiến trình đó mà vào được đưa vào trong bộ nhớ thì nó sẽ cấp phát một cái ô, một cái vùng nhớ nào đó, và khi tiến trình nó chạy xong, tức là terminated process, tức là kết thúc cái tiến trình, thì nó sẽ là giải phóng cái bộ nhớ đó để dành cái tài nguyên cho các cái chương trình khác. Thì đây là toàn bộ một số cái, đưa ra một số cái ví dụ để cho em thấy là có rất là nhiều cái tác vụ, có rất là nhiều thứ, có rất là nhiều cái lời gọi hệ thống, rất nhiều cái lời gọi hệ thống mà liên quan đến cái việc là điều khiển các cái tiến trình. Rồi cũng có rất nhiều cái lời gọi hệ thống mà liên quan đến việc là quản lý tập tin, ví dụ tạo tập tin, xóa tập tin, mở tập tin, đóng tập tin, đọc tập tin, ghi tập tin, rồi là reposition, nghĩa là thay đổi cái vị trí của tập tin, tức là đổi từ thư mục này sang thư mục kia, là đó, rồi là lấy cái thuộc tính của tập tin, gồm có là ví dụ như là nó lấy để nó đọc cho mình xem, ví dụ mình mở ra mình xem cái thuộc tính của tập tin. Tập tin này là chỉ đọc, hay là tập tin này là ẩn, hay là tập tin này là dung lượng bao nhiêu, hay là tập tin này lưu trữ ở đâu, vân vân. Toàn bộ các cái thuộc tính đó là mình muốn xem thì nó sẽ, ví dụ như mình muốn xem các cái thuộc tính của tập tin thì có thể dùng một cái lời gọi hệ thống để mình lấy các cái thuộc tính đó, hay là mình thiết lập các cái thuộc tính đó. Ví dụ người dùng người ta muốn là thiết lập một cái tập tin đó là theo một cái thuộc tính là ẩn, tức là không thấy. Ở cái chế độ bình thường là cái người sử dụng người ta không thấy, có thể gọi một cái lời gọi hệ thống để mà thiết lập cái thuộc tính đó. Bây giờ các em sử dụng cái giao diện mà đồ họa, ví dụ em muốn thiết lập cái thuộc tính cho cái tập tin, ví dụ em muốn thiết lập là em muốn thay đổi, em muốn đổi tên của nó, thì tên của nó cũng chính là một cái thuộc tính, hoặc em đổi cái kiểu của nó. Ví dụ nó là file đang chấm document, em muốn đổi sang file chấm Excel vậy đó, tầm bậy bạ Excel, em muốn làm cái việc là quái dị như vậy đó, thì nó cũng chính là một cái thuộc tính, và nó sẽ đổi cái tên, đổi cái đuôi của file. Đương nhiên là các em có thể là không mở được cái file đó, bởi vì một cái file
thì nó phải đúng cái đuôi của nó thì mình mới mở được. Đó. Thì bản chất của cái việc mà các em làm những cái việc đó, ví dụ em đổi cái tên file ở trên cái giao diện người dùng đồ họa nó rất là dễ, các em chỉ kích chuột vào đó rồi các em đổi tên xong. Thì bản chất của nó, cái việc mà em làm nó rất là đơn giản như vậy đó, đổi tên cái file á, bản chất của nó là nó gọi một cái lời gọi hệ thống, và cái lời gọi đó nó liên quan đến cái gọi là file management, tức là quản lý tập tin này, và nó gọi một cái lệnh để nó thiết lập thuộc tính cho cái file đó. Bản chất của nó là vậy, mặc dù là trên màn hình mình thấy rất là trực quan, mình chỉ cần là đổi cái tên nó là xong, bấm enter nó là xong, nhưng bản chất của cái việc đó là nó gọi một cái lời gọi hệ thống và nó gọi cái lệnh này để nó thay đổi cái thuộc tính của hệ thống. Rồi tương tự như vậy là có rất nhiều cái lời gọi hệ thống là liên quan đến việc là quản lý các cái thiết bị, ví dụ như là yêu cầu thiết bị hay là giải phóng thiết bị hay là đọc hay ghi hay là thay đổi vị trí thiết bị hay là lấy các cái thuộc tính của thiết bị hay là thiết lập thuộc tính của thiết bị hay là đính kèm cho cái thiết bị hay là gỡ đính kèm cho thiết bị vân vân. Rồi ngoài ra còn có nhiều cái lời gọi hệ thống liên quan đến là coi như là bảo bảo trì thông tin, rồi là thông tin, rồi liên lạc, rồi là bảo vệ vân vân. Thì ở đây đưa ra một số cái ví dụ về cái lời gọi hệ thống để các em có một cái hiểu biết về cái này, có một cái hình dung về cái lời gọi hệ thống này, tức là những cái chương trình, những cái tác vụ bên trong cái hệ điều hành, và nó để nó cung cấp các cái dịch vụ cho các cái chương trình hay là các cái công việc của người sử dụng. Mình muốn đổi tên file thì nó sẽ gọi một cái lời gọi hệ thống để nó set file attributes chẳng hạn. Và đây là một số cái ví dụ của các cái lời gọi hệ thống của Windows và Unix. Unix tức là một cái hệ điều hành mà sau này là tôi gọi là Linux á. Thì đây là tên của các cái lời gọi hệ thống. Ví dụ đối với Windows thì đối với cái gọi là điều khiển các cái tiến trình, thì đối với Windows ta có là tạo tiến trình, kết thúc tiến trình, đúng không? Thoát tiến trình, rồi là đợi cho một cái đối tượng. Còn bên này nó tương ứng với các cái lệnh là fork, exit, wait, wait. Thì các cái lời gọi hệ thống bên Unix thì nó ngắn gọn hơn, còn cái lời gọi hệ thống bên Windows thì nó dài hơn nhưng mà nó rất là dễ hiểu, cụ thể. Ví dụ như tạo tiến trình thì nó là create process, là nó rất là tường minh, nó rõ ràng. Còn bên này là nó fork, tức là nó không có, nó ngắn gọn hơn. Rồi đây là đối với cái việc là điều chỉnh tập tin, thì đối với Windows nó có các cái lệnh như là tạo file, đọc file, ghi file, rồi là đóng đóng file. Bên này nó có là open, read, write, close. Rồi đối với thiết bị thì đây là set console mode, thì bên này là EOTL gì đó, nói chung là viết tắt của một cái control, viết tắt của một cái lệnh gì đó, hay là đọc hay là ghi, không bằng read, write. Và đây là một cái ví dụ của một cái lời gọi hệ thống. Ví dụ đây là một cái file nguồn, đây là một cái chương trình mà các em đã lập trình. Thì và đây là cái file đích, destination là đích, một cái file đích, đây là cái file nguồn và đây là file đích. Giả sử như chúng ta có một cái lời gọi hệ thống nào đó hả, chúng ta xem trong này thử. Đây là một cái ví dụ cho thấy là làm thế nào để các cái lời gọi hệ thống nó được sử dụng. Ví dụ như đây chúng ta có file nguồn, đây chúng ta có file đích. Đây là trình tự của cái lời gọi hệ thống. Thì đầu tiên gọi là yêu cầu cái tên file, yêu cầu nhập tên file, đúng không? Rồi ghi cái tên file ra màn hình, rồi chấp nhận cái input, tức là chấp nhận cái tên file, rồi yêu cầu cái file mà output, tức là file đầu ra. Tức là đầu tiên là yêu cầu cái file đầu vào, tên file là gì, rồi yêu cầu cái file đầu ra, tên file đầu ra là gì, rồi ghi ra trên màn hình, rồi chấp nhận tên file, rồi mở cái file input, tức là mở cái file nguồn. Nếu như không có file, không tồn tại thì bỏ qua. Nếu mà có cái tên file mình nhập vô đây mà không tồn tại, tức là không có, thì nó bỏ qua. Rồi nó mới gì, mở cái file nguồn,
sau đó nó tạo ra cái file đích. Nếu như cái file đích này là đã có rồi, tức là trùng tên file, thì nó sẽ bỏ qua. Còn nếu mà không trùng tên file thì nó mà đã tạo ra cái file mới, sau đó nó tạo ra một một vòng lặp, nó đọc cái file input và nó ghi vào trong cái file output. Có vẻ như đây là copy, cái lệnh copy ha. Ví dụ như là một cái lệnh copy từ cái này qua cái này, đọc bên này, ghi bên này, và cái trình tự của nó là nó đọc cái file này, tên file, đọc cái tên file rồi nó kiểm tra có tồn tại hay không, rồi nó sử dụng một cái vòng lặp để nó copy từ cái file nguồn sang file đích, sau đó nó đóng cái file output, tức là nó đóng cái file này lại, sau đó nó viết một cái câu lệnh trên màn hình, có thể là đã hoàn thành và nó kết thúc cái lời gọi hệ thống. Ở đây có vẻ như là cái cách mà chúng ta copy một cái file. Cho nên bản chất của chúng ta đối với cái giao diện đồ họa thì chúng ta chỉ cần kéo một cái tập tin nguồn mà chúng ta thả vô ở một cái tập tin đích, nhấn thêm cái sự cái phím control nữa để là nó copy đó, là xong. Nhưng mà đối với cái hệ thống thì nó đã gọi các cái lời gọi hệ thống như thế nào đó, theo một cái trình tự từ đầu đến cuối. Hoặc là các em sử dụng cái giao diện mà command line chẳng hạn, em gõ, em copy từ chỗ này qua chỗ kia thì nó cũng thực hiện các cái trình tự bên trong hệ thống, tức là những cái lời gọi bên trong hệ thống theo một cái trình tự như vậy đó. Đây là một cái ví dụ cho các em thấy rõ cái gọi là lời gọi hệ thống đó. Còn mình sử dụng là rất là thuận tiện, nhưng mà bên trong hệ thống đó, nó phải chạy một cái hàng loạt các cái lời gọi hệ thống theo một cái trình tự để thực hiện các cái nhiệm vụ của nó, tức là cái dịch vụ của nó, để nó phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của người dùng cũng như là nhu cầu của các cái phần mềm đó. Ở bên trong là các cái lời gọi hệ thống theo cái trình tự như vậy. Thì hôm nay chúng ta học tới đây ha, bây giờ cũng gần kết thúc thời gian chúng ta học ở đây, và còn một phần nhỏ phía sau nữa chúng ta sẽ tiếp tục ở cái buổi học hôm sau. Thì sợ là hết giờ, có khi là đến khi mà hết giờ thì sợ là cho nên là thầy không thầy nghĩ là tới đây là cũng tương đối rồi hả. Hoặc là các em có thể là thêm một chút nữa cũng được, để khi nào có vẻ như là đến 9:30 thì kết thúc. Đây là một cái giao diện, đây là một cái gọi là application program interface, một giao diện lập trình ứng dụng, giao diện lập trình ứng dụng. Cái từ IPE này nó có thể là trùng với nhiều cái khái niệm khác, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này, thì nó có nghĩa là application program interface, giao diện chương trình ứng dụng. Thì bản chất của nó là đây là cái giao diện giữa cái lời gọi hệ thống rồi cũng như là cái quan hệ của cái hệ điều hành nó như thế nào. Ví dụ đây là một cái ứng dụng của người dùng, và ứng dụng này giả sử như là muốn mở một cái tập tin nào đó, người ta gọi cái lệnh là open đúng không, mở một tập tin thì là nó đưa cái lệnh là open. Và ở đây là ở cái user mode, tức là cái bit mode này bằng mấy em? Bit mode này là bằng không á, bằng không hay bằng một vậy, nó chỉ có bằng không với bằng một thôi, và nó đưa vào trong cái system call interface, giao diện lời gọi hệ thống này, và cái giao diện này nó mới đưa cái lệnh đó, nó chuyển cái lệnh đó sang cái gọi là mode của nhân, và nó đưa vô trong các cái lệnh bên trong này, và bên trong hệ thống này nó sẽ thực hiện cái lời gọi hệ thống open đó, và nó trả về cái kết quả thực hiện cho cái interface, cho cái giao diện mà lời gọi hệ thống, và cái giao diện người gọi hệ thống đó nó sẽ trả về cái kết quả cho cái ứng dụng. Ví dụ như đây là mở một file và cái hệ điều hành nó chạy các cái dịch vụ, các cái lời gọi hệ thống tương ứng để nó mở cái file đó ra, và cái kết quả trả về đó chính là nội dung của cái file đó cho cái người cho cái ứng dụng của người dùng. Thì đây là chính là một cái sơ đồ để đưa ra một cái ví dụ giữa cho cái quan hệ giữa cái người dùng cũng như là giữa cái
logo hệ thống cũng như là các cái giao diện chương trình ứng dụng để nó giao tiếp, để nó có một cái gọi là quan hệ giữa cái ứng dụng của người dùng với cái các cái lời gọi hệ thống bên trong cái nhanh của hệ thống. Đó. Một cái ví dụ cho các em dễ hình dung hơn và chủ yếu là các em hiểu rõ hơn cái gọi là cái khái niệm gọi là lời gọi hệ thống, là tập hợp các rất là nhiều các câu lệnh bên trong cái hệ điều hành để mà cung cấp cái dịch vụ, các cái đáp ứng các cái câu lệnh của cái giao diện của người dùng như là các cái ứng dụng của người dùng. Thì hôm nay chúng ta học tới đây, và hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Các em có thắc mắc hay là có câu hỏi gì không? Em có thể là chat nhiều hơn, hay đang có thể là đọc được chat, hoặc là các em có thể là mở mic lên nói một số có câu hỏi gì chẳng hạn, hay thắc mắc gì chẳng hạn, để các em cứ tự nhiên. Và nếu như các em có một câu hỏi gì thì các em có thể dùng. Ví dụ bây giờ chúng ta cũng có nhiều thời gian, chúng ta chuẩn bị là nhường thời gian cho lớp khác. Các em có thể hỏi thông qua cái ứng dụng chat này, các em có thể là tìm kiếm, ví dụ như là em tìm Phi Dũng nha. Các em có thể là chat với thầy, thì thầy thấy có một số bạn là chat với thầy. Đó, Phi Dũng, các em muốn chat gì thì các em gọi vô trong này ha, để các em hỏi. Thì đây là khi mà các em hỏi thầy á, thì thầy sẽ nhận được cái email báo là có bạn là gửi em gửi tin nhắn cho thầy, thì thầy có thể là vào để trả lời cho các em. Ngoài ra thì thầy cũng có thể đưa ra trước cho các em các câu hỏi của cái phần này để các em trả lời, thì nó nằm ở cuối của cái này, chúng ta chỉ cần còn ít nữa thôi. Thì thầy có thể đưa lên trên cái LMS để các em xem trước các cái câu hỏi. Thì đây chỉ có thầy chỉ đưa ra ba câu hỏi đơn giản thôi. Thứ nhất là hệ điều hành là gì? Các em có thể là tham khảo một cách tự do ở trên các cái tài liệu trên mạng để các em trả lời cái câu hỏi này. Nó câu hỏi cơ bản và các em có thể trả lời theo cách của mình. Các em có thể đính kèm các cái hình ảnh vào bên trong cái câu trả lời này. Và bởi vì mình học chưa xong cái bài này, cho nên là các cái câu trả lời của em á, thầy sẽ kéo dài thời gian để các em có thể là chỉnh sửa cho nó hoàn thiện vào tuần sau. Có thể là ở thời điểm này các em chỉ cần trả lời câu 1 là chẳng hạn, hoặc là câu 2 chẳng hạn, câu 1 hoặc câu 2. Còn còn cái này là các em chưa, thầy chưa có giới thiệu, thì các em có thể là tạm để đó. Và đến tuần sau khi chúng ta kết thúc cái phần này thì các em có thể là tiếp tục điều chỉnh lại các cái câu trả lời cũng sao hết. Còn tuần này các em có thể tạm trả lời câu thứ nhất, hoặc là có thể là một phần của câu thứ hai. Thì cái hệ thống LMS của chúng ta nó có chức năng là lưu lưu tạm, tức là khi các em soạn thảo mà các em chưa có lưu trữ thì nó vẫn còn lưu đó. Và thậm chí là khi các em đã lưu trữ rồi thì các em có thể là mở ra để mà có thể chỉnh sửa nếu như mà thầy cho phép thời gian. Và đương nhiên các câu hỏi này thầy sẽ cho phép thời gian là trong tuần này và có thể là kéo dài đến tuần sau để các em trả lời. Thì những câu hỏi rất là đơn giản thôi ha. Rồi, bài học của chúng ta đến nay kết thúc. Cảm ơn các em tham dự cái buổi học. Chào các em.